Cái này hàng gì về, hàng cổ gì không? Ghi cái mã, đưa chị ghi cái mã cho chị. Đưa cái mã chị ghi cho. Ghi bó tư mở cửa. Nếu cái gì không có luôn không được. Bút qua. Đưa chị cái tờ giấy đi. Giấy hay... Kéo, đưa, kéo băng keo lại trước, kéo băng keo chia lại trước hết đi. Kéo thêm đường nó thấy kìa. Đưa cái tờ giấy đi chị ghi cho. Cho anh làm. Vậy thôi để ghi gì cũng được đi. Rồi để ghi gì. Đầm nhung hả? Nhung cổ. Nhung. Ngọc trai. Cổ. 300. Rồi. Rồi 200 Hello chị Dung. Hôm nay về mẫu đẹp lắm, các hàng Việt Nam xuất khẩu ha. Các hàng Việt Nam xuất khẩu đi. Hai bao trắng là một tủ. Biết lấy chồng tuổi đang còn xuân. Dạ em có một con dùm này, tuy là vải nó đẹp nhưng mà mấy chị phải mặc quần váy ở trong với lại áo ngực ha. Mặc quần váy chứ đừng mặc quần lót. Mặc quần lót không, mặc quần lót nó cũng sẽ không thấy, nhưng mà mình hãy mặc quần váy nha. Đó, mình hãy mặc quần váy nha mấy chị. Để em coi giá thôi. Hello. Like cho mấy chị con dâm này với giá 90.000 nhưng mà vải tuyệt vời đỉnh luôn nha. Dạ bán con dâm này 90.000, làm ơn đừng bơm hàng. Hello hello. Anh Việt Nguyễn Huỳnh chia sẻ Nguyễn Hạnh à, anh Việt Nguyễn Huỳnh chưa chia sẻ, Nguyễn Hạnh 222 có chia sẻ nè. Rồi vô. Vô mấy chị ơi. Vô. Tiếp lấy chồng tuổi đang còn xuân. Hello, hello, nè, em lên cho mấy chị mã dâm đầu tiên với một hồi vô đồ 20, 30, 40k là nhắn tên, là coi nè, mua với con áo của bé lùn có chút xíu vậy mà 220 nè, mấy chị thấy không, bà quỷ à, trời ơi, bắn mắt, đây nè, cho con dâm nè, con dâm này mấy chị mặc với quần váy nha, tại vì nó may vải này mấy chị, nó may vải này nè, để em cột cái con dâm yếm lại à. Bán 90.000, nói chung là giá rẻ bèo luôn á, giá chưa bằng giá lấy vô luôn nha, chưa bằng giá mấy chị đi shop luôn ha, thông báo nha, chưa bằng giá đi shop đâu, cho nên mấy chị thông báo cho mấy chị là, thông báo cho mấy chị là như vậy đó ha. Rồi đây nè mấy chị, zoom nè, rồi em nói với mấy chị là xinh lắm mà vải đẹp lắm mấy chị, vải đẹp lắm, 90.000, vải rất là đẹp nha, 90.000 một con zoom, con này 80kg nè. Làm ơn chốt đi con này 70-80kg. 70-80kg con dâm. Chị nào chốt dâm chốt lên giúp giùm em dâm nha mấy chị nha. Ở mất cái bao dâm mới để đây đâu rồi ta. Cái bao dâm mới để sạch thì tùy đây phải này à. Mấy chị ơi dâm này em có size nè. Để em coi thử chị Lam Anh. Bổ ra con, đổ xuống mắt luôn đi. Trời ơi hôm nay đồng Việt Nam xuất khẩu gì nhiều lắm chị Lam Anh. Rồi dâm 90.000 của chị Lam Anh Trần Thị nè, size M nè. Lam Anh Trần Thị 90.000. Dâm này em có size từ 60kg đến 100kg. Đầm đỏ của Ngọc Trai giá 300. Chị Trang mới về luôn, bé đang mặc nè. Chị Trang đợi em chút nàng, bé đang mặc nè. Nó có đầm đỏ của Ngọc Trai và đầm đen của Ngọc Trai. Nhưng mà vải cực gì ạ? Tay bữa nay nó may đẹp không? Cho em biết cái ghế nhỏ đi. Anh ơi ghế nhỏ cho em bé. 300.000 có size từ 60 đến 100kg. Chị nào chốt đầm đỏ của Ngọc Trai và đầm đen của Ngọc Trai chốt lên giúp giùm em. Tổng cộng có 4 size mấy chị ơi, lên đi. 60 đến 70kg size L, 70 đến 80 XL, 80 đến 92 X, 90 đến 100kg là BX. Chị ơi, chị Ngọc Nữ ơi, hôm qua cái đầm em kiểm tra rồi, lỗi là do em nha, con đó size 16 nha chị.
Mẻ này nó có đầm nhung đỏ và đầm nhung đỏ ngọc trai và đầm nhung đen ngọc trai nha mấy chị nha. Chị cho em xem mẫu dung. Mỹ Son đợi một phút nha, để nó thử cái mẫu đầm này xong rồi tí xíu em lên cho bé mặc dung luôn. Dung 90.000 mà vải hàng Việt Nam xuất khẩu mãi đỉnh mấy chị ha. Cho nên chị đợi em một chút nha. Dạ đợi em một chút. Dung nha mấy chị nha. Dung yếm. Con này mặc lên ba. Nhưng mà con này em lưu ý với mấy chị nha, làm ơn mặc với quần mặc váy, tại vì cái vải của nó là vải này nha mấy chị nha, cái vải của nó là vải này ha. Mấy chị ở trên mặc áo vú bình thường, ở dưới là mặc quần váy thôi bình thường nha mấy chị nha. Họ là mặc quần giống như là quần tập á. Ok chưa? Mẫu dâm này chỉ có 90.000 mẫu dâm. Chị đâu chốt dâm, chốt lên giúp giùm em dâm kèm số ký. Dâm thì 90.000, vải rất là mịn và êm và mềm nha mấy chị. Đầm nhung, đầm em có chưa chế? Em qua chế kêu em lựa mẫu khác, em lựa mẫu khác đi. Em nói mấy chị nghe nè, đưa ra bé lùng nè. Em nói mấy chị nghe nè, cái con đầm nhung cổ đỏ nè, đổi qua này đi. Một đầm đỏ, một đầm đen XL 74kg của chị Trang. Chị Trang bữa sau là mua không cần cho số điện thoại đâu nha chị Trang. Cái túi này không thấy ghi ai ghi gì tiền hết không? Không có, là chưa bán á. Ờ, là XL đầm nhung đâu Tây? Đầm nhung đỏ với đầm nhung đen XL. Chị Trang ơi, nó có nhiều mẫu lắm nha chị Trang. À, em có mẫu, em có nhiều mẫu đầm nhung lắm. Chị có muốn tí xíu em thử cho. Em có một con đầm nhung mà có Tuy ơi, cái đầm nhung mà hai ngọc trai, hai cái nách á Tuy ạ. Ừ. Ừ, lấy một con đó, hình như dưới đây nè. Còn được 3-4 cái nè. Thử cho chị Trang Nguyên coi luôn. Nè, em con bỏ con đó xuống, con thử cho Út con này đi. Thử ở chỗ con dâm size này nè. Ba số 2 Đà Lạt thấy không? Nguyễn Hạnh, ba số 2 Đà Lạt là chiều tặng hả? Đây nè, để Út cột cái này cho con dễ mà. Cây nách này lấy size gì? Họ cây nách cho thử trước đi. Dạ đúng rồi, em đang lấy làm mẫu mặt cho chị đó. Ý là em muốn thử một con khác cho chị nữa nha. À, chị Trang đợi mẫu đầm của mẫu mặt size XL màu đỏ nhung cổ với lại đò màu đen. Rồi con thử cái zoom này đi. Nhưng mà con mở cái dây đây con thử mới dễ nha. Là con có gì bí Quỳnh ấy nha. Đổi em đầm nhung đã, đổi em đầm nhung ngọc trai nách thấy đi. Đầm ngọc nhung nách đó chị chỉ còn size XL thôi. Nhưng mà con đấy XL em mặc được rồi. Lấy đầm nhung đen ngọc trai nách nha. Lấy đầm nhung đen ngọc trai nách, hình như có để chị Lam Anh Trần Thị có gửi hàng rồi. Đen nách đó hồi bữa có gửi hàng cho chị trước rồi. Còn bây giờ đen nách ở nhà em chỉ có size XL thôi. Rồi hai cái của chị Trang nè, ngọc trai cổ nha. Hai cái của chị Trang 300 cộng 300 của chị Trang Nguyễn mở hàng nè trời ơi. Ở là ai mở hàng? Lam Anh mở hàng mà. Chị Lam Anh mở hàng. Mở cái này, mở này vô nè chị. Mở cái bao đây. Đây là bao dâm. Em gửi lại cái đầm đỏ nhé. Em lấy ngọc trai cổ được không? Em lấy ngọc trai cổ hay ngọc trai dây kéo? Rồi em lên mã dâm cho mấy chị này, đứng lại con. Em lên mã dâm cho mấy chị nè. Hôm nay đồ về nhiều lắm. Hai cái dây đó là hai cái dây cột cho con. Hai cái dây này là hai cái dây hai cái dây để phơi đồ á. Ghi dâm Việt Nam xuất khẩu. Ghi dâm chính ghi dâm Việt Nam xuất khẩu ghi 90.000 đi. Rồi con đứng vậy đi. Cái mẫu này có 373 chứ không giá bao nhiêu? Nhưng mà nó là không có hai ngày nữa mới có hàng. Con đó cũng 300. À, đầm nhung đỏ ngọc trai cổ 67kg của Phương Thảo Phú Yên. Ôi trời, Phương Thảo Phú Yên bữa nay cho số điện thoại lên ghê vậy. Trời đất ơi. Đầm đỏ. Sao không lấy trong bì vậy con? Ở ngoài có rồi mà. Ở ngoài để thôi. Ngọc trai đỏ size L của chị Phương Thảo Phú Yên nè. Cái này mới đăng đúng không? À, nhưng ngọc trai nách. Cái mà ngọc trai hồi nãy mới đăng là hàng em nói chị hai ngày nữa mới về. Đó là ngọc. Nó có cái đường cắt ngay eo luôn. Nhưng mà em nãy em lộn hàng. Ngày mốt nó mới về tới nơi mẫu đó là ngang chị Lam Anh. Đợi em nha. Cái mẫu đây bỏ xuống đi, con giờ đang đứng cái zoom cho mọi người coi mà. Rồi đây là cái zoom đen nha mấy chị nha. Có đầm Việt Nam xuất khẩu tối nay nhiều lắm chị Như Anh Dương ơi. Rồi zoom 90.000, chị nào chốt zoom 90.000 gần là cho con cái vải vải co giãn mềm lắm mấy chị. Chị Trang Nguyên ơi, bên em không nhắn tin cho chị được, chị nhắn tin cho bên em, cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Chị Trang Nguyên ơi, chị làm ơn chị cho em xin cái địa chỉ nha. Chị Trang ơi, cho em xin cái địa chỉ của chị Trang lên luôn nha. Tại vì em nhắn tin cho chị Trang không có được. Dạ em có nốt lại rồi chị Lam Anh ơi. Em có nốt lại rồi. Mấy chị nha, vải thun coi giãn đẹp lắm luôn á. Mát mẻ lắm nha mấy chị. Dùm 90.000 à. Dạ con
em có nốt lại của chị Lâm Anh rồi ha. Rồi dùm 90 ngàn. Có chị nào lấy nữa không? Con này con đen của ai vậy? À, ngọc trai nắp không? Rồi ngọc trai nắp. Thôi mà con thử cái ngọc trai nắp đây không? Chưa út mở ra coi. Cái con dùm này vải mềm quá mà mấy chị không mua. Rồi vải mềm mà giá mềm nữa chứ. Rồi dùm. Không ai chốt dùm. Đúng rồi dùm em lấy size chị nhỏ nhất á. Đúng rồi lấy size chị size M á. Hôm nay về đầm Việt Nam xuất khẩu nhiều lắm nha mấy chị. Rồi đây nè em sẽ lên tiếp mã này cho mấy chị. À, em lên tiếp mẫu này cho mấy chị. Chắc là mẫu này nè. Đây hôm nay nói chung là nhiều mẫu lắm. Quần á thì là 70 ngàn một con, 3 con thì 200. Đây là mấy chị. Thứ nhất đó là quần lửng tới 7 tấc. Quần lửng này tới đầu gối nè mấy chị ha. Có size từ 60kg. Quần này là giống như quần legging đen á. Quần này tới ngay đầu gối ha. Hiện giờ like của em mấy người coi rồi mấy chị. Đầm nhung của ngọc trai đỏ size 2 cho chị Anh Nguyễn Tuy ơi. À, đầm nhung đỏ ngọc trai cổ. Nó làm cái tay đẹp lắm chị Anh. Nó làm cái tay cực đẹp. Còn đây là đầm ngọc trai nách nè. Đầm ngọc trai nách bây giờ còn size là 70-82kg thôi. Dạ quần này thì 3 con 200, 1 con 70 ngàn. Chốt giùm em quần đen kèm số ký. Quần này mấy chị mặc với áo thun. Quần này mấy chị mặc quần ở trong. Nói chung là quần này mấy chị mặc với cái gì cũng được ha. Đầm đỏ để ở dưới bao nhiêu ký vừa đầm đỏ để ở dưới. Dạ nó là chị. Nó là ngọc cây cổ mới thử á chị ạ. À. Ngọc cây cổ mới thử 300. Em nói mấy chị mẫu này mấy chị khỏi cần sợ là chật sợ rộng nha mấy chị. Tại vì là ở sau có chung thun mới ví dụ 60kg. Dạ Lâm Nhi quần đen. Lâm Nhi nào đây vậy? Lâm Nhi Bình Định là phải em bé Uyên không ta? Lấy 3 con đi em, quần này mặc sướng lắm. Hay của chị Anh Nguyễn 300 nè. Quần đen nó có ít lắm nha em. Có ít lắm. Quần đen này ít xỉn nè. Nè ba con lấy cho em con hồng rút hay con xám để chị coi thử size em thử. Quần đen này ở đâu mà ta? Quần đen nó còn một cục quần nữa nè. Lôi lên giùm Út một cục quần nữa ở dưới em coi. Quần đen Đây nè. Cái bao đó em đem xuống hả? Cái bao đó à? Không phải, cái bao đó là bao giùm nè. Bỏ giùm vô ti. Là Yên Trình. Quần đen ba cái. Rồi cứ lên quần đen kèm số ký nè. Đầm đỏ là nhung đúng không chị Bình Thanh? Trời ơi hổm giờ em bán những cái mẫu nhung này muốn chết. Chút nữa con là hồi đẩy con thử đầm đỏ hả? Dạ. Đây là đầm đỏ ngọc trai nách nha, nhưng mà con này còn size XL 70-82kg. Con thay là cho Út cái đầm nhung đen đi. Đầm nhung đen đi. À, đầm đen đang mặc có size đầm nhung đang mặc có size 63kg hết rồi chị, đang đợi hàng về nữa nha. Bây giờ em thử cái đầm nhung mới về ngày hôm nay cho chị Minh Thư nha. Ủa Tây ơi, mày đi kiếm gì dữ? Trong này là con lục lên còn một cái bao giống gì nữa nè. Một cái bao y chang gì nè, còn không có nữa, nằm bao bên kia. Không có thì nó nằm ba bên kia nha. Rồi ba quần của Yên Trình nè, 1 2 3. Chị lấy cho Yên Trình là hai cái đen một cái ruốc nè, ba con của Yên Trình 200. Yên Trình Bình Định nè. Ba con của Yên Trình 200. Đầm nhung của ngọc trai đỏ. Lâm Nhi. Mẫu 8 mấy ký ba quần nè, 1 2. Em lấy cho mẫu là hai con đen một con lông chuột, nói chung là lông chuột rồi nó ít lắm. Mẫu ba con nè. Mẫu 3 con 200. Đầm đỏ nhung. Nói chung là cái quần này thì lâu lâu nó mới có hàng rẻ này thôi, còn lại thì nó sẽ không có nha. Dạ đầm đen ngọc trai chị Uyên Nguyên chỉ còn đầm đen ngọc trai kèm số ký, chiều cao cân nặng thôi, không có cần cho số điện thoại nha. Một hồi em sẽ xin địa chỉ số điện thoại sau cho mấy chị ha. Một hồi em sẽ xin cho mấy chị, xin sau mấy chị nha. Còn bây giờ thì mấy chị chỉ cần chốt đồ kèm với lại số ký lên thôi nha mấy chị nha. Chốt đồ số ký chị nào mà dưới 1m55 á. Chị nào mà 1m55 á thì mới cho em chiều cao, còn không thì khỏi cần cho em chiều cao nha. Chị Trang Nguyên ơi, chị đâu rồi? Bà Trang xin được chị số điện thoại chị ơi. Mẫu bao nhiêu ký? Mẫu có 60kg thì chị Diệu Võ ơi. Chị cứ nói số ký lên đi em sẽ lấy nha. Chị, cái đầm đen ngọc trai cổ nè. Đây là đầm đen ngọc trai cổ, trời ơi nó may cái tay hơi bị đẹp luôn mấy chị. Ngày hôm nay con xưởng em nó may đầm nhung kết ngọc trai quá đẹp luôn. Nó may hai màu mấy chị, mẫu này có hai màu, đầm ngọc trai cổ có hai màu, màu đen và màu đỏ đô mặt tết nha. Chị nào chốt chị Uyên Nguyên chốt lại giúp em. Chị Uyên Nguyên chốt lại giúp em. Hôm nay có được lô quần trắng 120 nè, trời ơi nè nha. Vải co giãn nha, hôm nay có được lô quần trắng 120 nè, mà eo nhỏ nữa ha. Rồi lên nè. Lên. Lên nha mấy chị ơi, lên. Rồi lên mấy chị ơi. Cha thuốc dây con lên gì lên dữ rồi trời. Cha thuốc dây bây giờ. Nè làm ơn tối hôm nay chốt quần 120 cho tôi nè.
cái gì đâu mình nói hôm nay mà tôi nói mà hôm nay mà tôi lên quần này là mấy chị xỉu xỉu luôn nha, xỉu cái đồng, xỉu cái đồng. Có gì làm kêu giấy ở bên này à? Có bên kêu giấy không? Quần trắng hôm nay quần trắng size nhỏ nhiều lắm nha, tranh thủ nha, khỏi luôn. Rồi con này nè, con này là size 13 nè, eo 100 đó. Chị Trang hôm nay đẹp lắm nha, mẫu đỏ 65 kg, mẫu đỏ size 65 kg, mét 56 vừa chị. Cái này là đen ngọc trai cổ, đỏ ngọc trai cổ, chị Cúc Hoàng mặc size L nha. Rồi đưa đây, đưa mấy quần trắng qua cho Út con, đưa hết mấy quần trắng, con lôi hết quần rồi đi, đưa hết mấy quần trắng qua cho Út. Size 11 nè, đây size 11 eo 95 nè. Quần này của chị Tóc Tiên nè, 120 của Tóc Tiên trước nha, 120 của Tóc Tiên trước. Quần này có size số 7, số 9 nữa. Trời ơi hôm nay được cái quần này mê lắm. Tóc Tiên mở hàng lại cho Tóc Tiên, lạc mất nhau rồi bao nhiêu tháng năm luôn. Trời đất ơi, Trăng Lê nè. Dạ lấy đầm màu đỏ size L cho chị Cúc Hoàng. Trăng Lê eo 86 là con này không được rồi. Con này giờ số 9 không được, có số 7 không? Nào có số 7 không? Quần nào có số 7 đưa đây. Cứ chốt lên đi nha, rồi em lựa cho chị. Cứ chốt lên đi rồi em lựa cho chị nha. Rồi mã số 9 cho chị gì đây? Mã số 9 cho chị Nguyễn Trang nè. Nguyễn Trang 120.000 Nguyễn Trang nè, thấy Nguyễn Trang không? 120.000 cho Nguyễn Trang nè, còn màu gì nữa con? Con hết quần rồi đây. Rồi đây nè, quần màu rêu nè chị Trang ơi, lấy thêm quần màu rêu không chị Trang? Nè, Trang Lê ơi, quần màu rêu nè, eo này là eo số 6 khoảng cỡ 90 nè. Eo dưới 90 85 nè Trang ơi. Hồi bữa giờ không có quần này màu rêu nha, bây giờ quần này về màu rêu nè. Đó, màu rêu nè. Trăng Lê lấy màu rêu đi Trăng Lê. Lấy màu đỏ coi cho chị Cúc Hoàng. Đây Cúc Hoàng. Tên L. Dạ quần trắng đó rồi. Đầm mẫu mặc 67 kg của chị Út Mạng, đầm đen size L con. Cúc Hoàng 300. Út Mạng nè, mới in Út Mạng luôn á. Có quần trắng, đợi chút mấy chị cứ comment quần trắng lên đi. Cúc Hoàng 300. Mới in Cúc Hoàng lên đó. Rồi chị Út Mạng mới in lên luôn á. Út Mạng 300 size L màu đỏ, màu đen. Size L màu đen của chị Dạ Đầm đã bán 300 á chị. Chị Ngân Lê quần trắng eo 86. Rồi Ngân Lê nè. Cái này của Trăng Lê trước nè bây giờ. Này của Trăng Lê trước nè. Trăng Lê. Còn quần trắng không con? Hết rồi phải không? Trắng nha. Trắng, ai chốt trắng trắng giùm em. Trăng Lê có quần trắng rồi, màu rêu của Nguyễn Trang nè. Màu rêu em có rồi hả, màu rêu của Nguyễn Trang mới in luôn nè. Màu rêu của Nguyễn Trang mới in luôn á. Cái này size nhỏ hơn kia nhưng mà mặc vẫn vừa nha. Quần trắng eo 95 của chị Phương Quỳnh nè, đây. Quần trắng eo 95 của chị Phương Quỳnh. Phương Quỳnh mới in luôn á, in rồi. Rồi Phương Quỳnh 120 luôn nè. Còn ai nữa không, em sót ai không? Đặng Hạnh cho em cái màu trắng. Trời ơi em gái lứa nhà ai giờ đi mặc cái màu trắng rồi. Trời hết trắng rồi hả con? Rồi hết trắng rồi nha mấy bé ơi. Hết trắng rồi nha. Anh Kiệt một con sọt trắng, trắng hết rồi. Trắng bây giờ chỉ còn một con size 13 là eo 100 thôi nha. Còn một con size 13 là eo 100 thôi đó. Còn một con này khoảng cỡ 80 kg này cho hết rồi. Bây giờ có lông chuột nè mấy trẻ ơi. Lông chuột số 7 nè. Trời ơi lông chuột số 7 nè. Chị Trang ơi có lấy thêm không? Khuyết em đâu chứ? Khuyết em là cái gì? Khuyết em là cái gì? Con thay cái đầm mà. Con biết Ngọc Thúy rồi, con thay cái đầm đỏ con ngồi luôn rồi. Dạ em còn con này eo 90 nè. Em còn một con lông chuột eo 90 nha. Một con lông chuột eo 90 nè. Này là con đen nè, con đen hồi bữa giờ không thấy đúng không? Con đen bữa giờ không thấy đúng không? Rầu lên cho con đen luôn. Dạ con đen này eo 80 thâu nha. Trắng eo 90 hết Hồng Loan ơi, ai chốt chuột rồi, chuột của chị Nguyễn Trang. Chị Trang ơi, còn con quần đen chị Trang lấy luôn không? Chốt cho chị Trang luôn nha. Trời ơi, có 120.000 mà vải dễ mặc lắm nè, chốt cho Nguyễn Trang đen luôn nè. Đờ en đen, en, đờ en đen. Đây mấy chị, con này không coi rẻ nha, nhưng mà con này giá rẻ lắm, con này chỉ có 80.000 thôi, có một con thôi. Chốt giùm em quần 80.000 nha. Đầm khuyết eo lộn rồi, mốt nó mới lên tới nơi, đính ngọc trai chưa xong nha. Đứng ngọc trai chưa xong. Dạ trắng của Tăng Lợi Châu giờ còn eo 100 size 13 lấy được không? Dạ con này là eo 92, 94 nè. Con này có 80 ngàn thôi. Con này đẹp mà 80 ngàn nè.
Con này đẹp lắm mấy chị, mà mỗi tội 80.000 rẻ quá trời. Chốt giùm em quần 80.000 eo 92. Quần 80.000 eo 92 tăng lệ châu, còn con eo 100 tăng lệ châu lấy được không nè? Lấy được không thì báo nha. Lấy được không thì báo. Tiếp tục mã màu trắng nha mấy chị nha, tiếp tục mã màu trắng. Mã trắng này không có co giãn, mã này eo 95. Cà phê của Đặng Hạnh nè, cà phê 80.000 của Đặng Hạnh. Quần này eo 95 mấy chị, quần trắng này eo 95 tương đương 75kg nè. Chị nào chốt quần trắng lai lặc này chốt giùm em 120.000. 120.000 quần eo 95. 120.000 quần eo 95. 120.000 quần eo 95 quẹo lửa nay bán mai nghỉ mốt đi e rồi. Nha mấy chị nha. Đó là gì con? Rồi đợi chút rồi. Rồi lên tiếp quần sọt cho anh Bí Hạnh là chị nào size nhỏ. Ở bên kho này có mấy con à? Kho này có mấy con à nha, bán luôn cho mấy chị ha. Rồi trắng 95 của Bí vợ Phèo nè. Vợ Phèo trăm hai coi làm hàng trường vợ Phèo ra không có chữ banh cái xác á. Dạ con này eo 86 nè Trân Lê ơi. Rồi bán cho luôn cho 120 luôn, khỏi bán 140 nha. Eo 86 88 nè, đẹp không? Chốt giùm em rin eo 86 nha. Nè vợ Phèo còn một con 120 mà mã khác coi giãn là lấy luôn đi Phèo. Nè chút xíu lên áo thun giá rẻ nha. Áo thun chỉ có 100.000 thôi mà áo rung thun đẹp quá trời. Đẹp rụng rúng luôn nha. Rồi mấy chị ơi lên cho em còn một con trắng eo 100. Chị nào chốt trắng eo 100 chốt giùm em thôi, với bây giờ nhìn mặt em đỡ một chút coi. Coi cây lai chim cho nó bật ra. Trắng eo 100 còn một con nha. Đầm khước eo mốt có, chiều con đang lộ mắt. Giờ cứ chốt đi rồi mốt có con để cho. Dạ quần này giá rẻ lắm mấy chị, quần này giá có 90 à. Quần lining nè. Rồi quần lining giá 90, con này cũng cỡ dưới 85kg. Lining dưới 85kg nè. Còn quần ống lê nào không? Dạ không, trắng eo 100. Trắng eo 100 của chị Thúy Nguyễn nè. Của chị Thúy Nguyễn, quần lining 9, à, mới bán nhiêu 90.000. Chớ làm em quần lining rút nè. Lining rút, rút dây là đẹp không? 90.000 lining rút, rút dây. Con này có vài con thôi mấy chị. Con này có được 3 con nè. Con này còn không con, 3 con rồi không? Con này có 3 con thôi quý vị ơi. Quý vị khán giả ơi, hôm nay đầm Việt Nam xuất khẩu bao đẹp luôn ha. Quần lining trắng vừa mà khách lấy hết sạch rồi. Để mai tôi đi kho nè, còn con trắng nha, còn con trắng. Hôm nay nói như ăn cướp phẻ dữ, hôm nay phẻ nha. Phẻ, phẻ còn loài bản học rồi đó. Em còn con trắng là Thùy Dung cứ. Con này eo 101 nè, con này chị Anh Nguyễn lấy thì lấy được nè. Con này eo 101, con này phải 90kg mà con này lại là đẹp nhất trong bầy luôn. Eo 101 quần trắng nè. Đó, con này có chị không? Rồi lining. Lining của chị Vân Thảo Nguyễn là con này mặc đã lắm. Vân Thảo Nguyễn 90.000 mới in. Vân Thảo Nguyễn nè, bà chế ơi, cái quần trắng chị cầm 100kg vừa không? Giờ có con này 90kg là chị Tibo ơi. Có con này 90kg mà đẹp không? Trời đất ơi, cái quần trắng mà nó đẹp nè. Quần trắng mà nó đẹp nè. Trời đất ơi là trời. Nó đẹp giả mang con ngang luôn. Ha, lining có 2 con thôi, từ 70 đến 85kg. Chị nào chốt lining chốt giùm em. Chị Nguyên Trang ơi, chị chay về cho em xin được chị xuống hỏi chị. Chị Nguyên Trang 466 đuôi á. Chị nào? Nguyên Trang từ hồi đầu lai mua 2. Đầu lai mua hả? Gọi điện đi. Dạ 90.000 70kg. Con này chị Trang mặc rồi, cũng vừa nhưng mà phải rút dây lại chị Trang. Rút dây vậy nè, tại vì quần này mặc rút dây mà, chị cứ rút dây lại lưng nó tự nhỏ ha. Rồi Nguyễn Trang nè. Còn đúng một con lining, lấy con này nhỏ hơn nè con. Rồi đó nó đúng 70kg. Rồi còn một con lining nha, 70 đến 85kg, ai chốt lẹ mấy chị ơi. Ai chốt lẹ nha. Ai chốt lẹ. Cái con đầm ngọc trai mà full ngọc trai ở sau lưng cũng đẹp lắm nha mấy chị. Nhận hết hàng rồi nha bà nội, con giỏi. Con giỏi. Rồi cái quần này là quần legging nè, quần này là tới đầu gối nè. Quần này thì ba con là mấy chị ơi, quần này ba con thì 200.000 nha. Ba con thì 200.000, hai con thì 140 mà một con thì 70. Quần này mấy chị mặc rất là sướng nha. Quần lining của chị vợ Phèo còn cái cuối cùng hết rồi phải không con? Trời hôm nay bé nó lên đồ mấy chị sẽ xỉu nè, em nói thiệt. Hôm nay lên đồ là xỉu chắc luôn. Con đầm này được 6 con nè con. Đầm này được 6 con gom hết rồi chú. Đầm này được 6 con nè. Dạ thông báo đầm này được 6 con nha. Đầm này được 6 con, hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu mà em nói với con này nó co giãn đẹp lắm. Chết ồ. Tối nay mấy chị chết với em à. Tối hôm nay mấy chị chết ngang, chết dọc cỡ nào mấy chị cũng chết với em ha. Chết nha. Dạ con này là chị nào 60 đến 70kg thôi nha. Dạ thông báo con này chỉ 60 đến 70kg, thương thương nữa thì lên được 2, 3, 4kg nha. Đó rồi.
280.000 đầm caro tay trắng không sở. Trời, con này đúng đỉnh luôn mấy chị. Sao bà? Em chưa bao giờ mà em hát những cái bài ca con cá với những người khách mà họ nói chuyện đàng hoàng và có vấn đề gì chị. Chỉ có những cái người mà tào lao bí đao thôi. Như anh Dương thấy em không? Dạ thấy chị, nhưng mà chị chốt con sau cùng đó, khách chốt rồi cho nên em không có đọc nữa chị ạ. Dạ con caro này mấy chị, cái nào mà em đi làm được mà không có xa ồ. Con này đi làm cưng hả? Nhưng mà nó 60 đến 72 kg à. Dạ con này 60 đến 72 kg nha mấy chị nha. 60 đến 72 kg con này. Nữa, nó hai bao luôn. Nó hai bao hàng. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè, thử đi con. Rồi mở. Em có một con đầm sơ mi, dạ 250.000 đầm sơ mi nha. Thì Dung ơi hốt, hôm nay mà được con nào là phải hốt liền nha. Dạ đầm sơ mi beo nè mấy chị, có một con thôi. Rồi nói nghe nè, chế nào mà khoảng cỡ ký nhỏ nhỏ thôi, bé bé thôi thì hốt nha. Chị nào khoảng cỡ 85 đến 100 kg hốt con đầm sơ mi beo này. Dạ chị là bé bé ký thôi, 85 đến 100 kg hốt con đầm sơ mi beo này nha. Em nói mấy chị là ở ngoài phơm là bao dễ thương luôn. Phơm ở ngoài dễ thương cực kỳ mấy chị. Phơm ở ngoài rất là đẹp luôn. Mấy chị biết là trong vòng một đám mà em lựa con đầm sơ mi là biết rồi ha. Đó, Phương lấy đầm caro. Đầm caro là 280 chị. Phản đối chị chưa bao giờ nhẹ nhàng với người đàng hoàng như em cả. Phản đối chị chưa bao giờ nhẹ nhàng với người đàng hoàng như em cả. Rất là dễ thương luôn nha vợ phèo nha. Dễ thương lắm. Nói đi không bao giờ chửi đâu. Nói nhỏ nhẹ đó. Phèo ơi, phèo muốn mua gì phèo nhỏ đây. Nói đi em bán nhẹ nhàng cho phèo nha. Dạ chị Phương lấy đầm caro cho con gái phải không? Con gái chị Phương nhiêu ký gì vậy bảy? Nè con bé nó mặc cái đầm caro nè, đưa qua cho bà Thùy Dung bà chửi nè. Đó, chết ngắt liền. Ngồi chờ beo của chị. Cái gì vậy? Beo của chị Ngô Toàn. Dạ 85 đến 100 kg nha chị Toàn. Dạ chị Toàn khách cũ, khách mới thì em nói luôn. Chị Toàn khách mới mới là ví dụ như xuống dưới kiểm tra hàng đúng thì nhận hàng giùm em. Ví dụ nhận hàng trả tiền ship là trả tiền hàng giùm em rồi vào thử, nếu chật rộng thì cứ nhắn tin cho Yên. Chụp cái mẫu nhắn tin cho Yên là Yên ơi cái mẫu này chị hơi rộng hay hơi chật, chị đã hơi rộng thì có thể du di sửa một chút, còn nếu hơi chật có thì Yên ơi đổi cho chị size lớn nha chị. Chứ đừng xuống kiểm tra hàng xong kêu hàng không đẹp rồi không nhận tội nghiệp em ha. Rồi đầm đầm beo 250, đầm caro size XL. Buổi chiều đâu lấy con này đâu mà sao bỏ vô vậy ta? Không hề lấy luôn. Rồi đâu rồi? Đây nè. 280.000, 65 kg của chị Huệ Phương, lấy cái đầm caro lên con. Rồi cái này của Phương Thảo Phú Yên 280 nè. Phương Thảo Phú Yên 280. Huệ Phương 65 kg, dạ con này đẹp quá trời. 280 của chế Huệ Phương. Bữa em cũng chốt cái váy hoa rồi. Bữa em có chốt chung váy hoa gửi luôn. Dạ có chị. Thôi thử váy hoa của chị đi ngủ nha. Mua hộp quần sọt trắng. Mai em lên kho em kiếm quần sọt trắng nha. Sọt trắng nó còn một kho lận chị. Nhưng mà mai em cũng sẽ đi kiếm thêm. Tại hôm nay em ít tiền quá chị. Hôm nay em lấy mấy chục triệu hết sạch tiền. Không còn đồng nào hết trơn hết trời. Caro còn một con duy nhất đó chị. Ai chốt chốt lẹ. Tuy ơi xí vào hàng tiếp Tuy ơi. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha. Lên tiếp đi nào anh chị em ơi. Hãy nhanh tay nè, em bán con này. Em mà bán con này cho mấy chị giá 250 là mấy chị trúng mánh một khúc nha. Em bán mấy chị 6-7kg đúng rồi, con đó là dưới 72kg thôi. Em bán cho mấy chị con đầm nhung ăn tiệc này là mấy chị trúng mánh một khúc có 250.000 à, sai nhiêu. Sai này là 14B, chị nào dưới 75 hoặc 77kg hốt con này để đi ăn tiệc. Con này nếu mà có của chị Trang á, của chị Kim Tuyến chốt đi. Tại vì mấy cái con đầm nhung hàng Việt Nam xuất khẩu nó may đẹp lắm. Nó may phơm đi ăn tuyệt đẹp lắm mấy chị thấy không. Nhưng mà con này 14B là dưới 77kg cho em. Chị nào 70kg đến 77kg hốt con đầm nhung đi tiệc 250.000. 250.000 đầm nhung đi tiệc. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua cho em. Nốt Phương Thảo 67kg Phú Yên vừa rồi. Ok giỏi. Quần à, quần ống bát cà rô 108 còn không chị? Em lấy một quần cà rô lông chuột mặc đẹp lắm. Từ từ đọc lại nha. À, quần ống bát cà rô 180.000 còn không?
À nhớ rồi, cái quần hồi bữa mà Việt Nam xuất khẩu về 180 á phải không chị? Hình như con đỡ ông Ti nó đưa lên, nó nằm trong cái bao quần tay á. Dạ chị Maria Khánh Ngọc lấy đầm này, con này mặc đi tiệc hơi bị đỉnh. 250 của bé Maria Khánh Ngọc. Cái này chúng bao áo vest này nè. Áo vest với gì vậy? Rồi cứ đổ mẹ ra hết đi, đụng gì bán đó đi. Giờ giống như mình là thợ đụng gì đó mấy chị. Mình là thợ đụng nha. Đầm caro đẹp không? Trời ơi, ta nói thiệt, sống trong nhung lụa là có thiệt nha mấy chị. Rồi con ơi thử đầm đây nè. Rồi lên tiếp đầm 280 nè. Hãy nhân tay lên nào anh chị. Con này con kiếm size số 10 cho chị thử đẹp không. Nó chỉ có hai size thôi, size số 10 và size 12. Size số 10 và size 12 nè. Đưa lên bà Dung bà chữ tiếp. Tôi nói thiệt, tôi bán hàng cho tôi bị áp lực lắm mấy chị. Đẹp không? 280 size số 10 và size 12, tương đương 60kg đến 74kg. Chết rồi, ở giữa bụng có lưng thun nha, cho nên mấy chị đừng có sợ bị chật nha. Chết rồi, con nó may con đầm Việt Nam xuất khẩu nè, ở trước nè, coi ở sau cái bèo nó làm cũng đẹp nè. Trời đất ơi, 280 đầm bi size số 10 và size 12, 60 đến 74kg. Chốt giùm em đầm bi kèm số kì nha. Chốt giùm em đầm bi kèm số. Đừng có đi ngủ, ta nói để còn nhiều siêu phẩm lắm nha. Thôi đi để hả? Còn nhiều siêu phẩm lắm. Đầm bi kèm số kê. Trời ơi nó đẹp lạ lùng. Chú vô mùng vẫn còn đẹp nha. Ai chốt đầm bi nè, con nhỏ nó mặc lên xỉu cái đùng nữa. Con nhỏ nó mặc lên xỉu một cái đùng nữa. Đấy chết ngắt chết ngu luôn chưa. Size 10 và size 12 xỉu cái đùng. Chết chưa, chết xỉu cái đùng chưa. Trời ơi ta nói đẹp. Đẹp lạ đẹp lùng. Chú vô mùng vẫn còn đẹp. Hồi chiều Út định lấy cái đầm kia size số 6. Nó khoét eo mà đầm hồng đẹp ghê lắm. Quay ra sau bị lỗi uổng. Cái con đầm nó đi tiệc là chết ngừ luôn. Size số 6 size con mà nó bị ấy à. Chị Ngô Toàn ơi vô cho em địa chỉ số gọi chị Ngô Toàn ơi. Lấy con đầm caro tay trắng size nhỏ mua cho con. Ok chị thấy có một con đầm caro size L với bi. Quay ra sau coi đầm caro size L. Đây L này nè. 280 của chị Thúy Nguyễn 146. Tối nay mà đi ngủ cái chết ngắt. Tôi nói nhẹ nhẹ thao tấu đây đi ngủ cái chết ngắt. Rồi lên áo vest 200 nè. Áo vest 200 mà con này mấy chị đi kiếm không có vải này đâu nha. Ồ, sang chưa, sang cái đùng nha. Áo vest hôm nay nó có size L và XL, nó có khoảng cỡ 7-8 con thôi. Nó nhỏ nhỏ thôi, con này là size nhỏ nè. Con này size L là size 60-70kg nè. Em nói với mấy chị là áo vest sang một cái đùng. Nè, coi áo vest sọc nè, đẹp không. Con này mặc công sở là chết. Trời ơi. À chị trời, Lily ở đâu ra đúng lúc vậy Lily? Nhỏ này đâu ra đúng lúc dữ vậy trời. 200 ngàn một con vest sọc. Trời ơi con này đi. Con này mấy chị đi công sở công chức mà mất chức mất quyền rồi mặc con này đẹp dữ dàng lắm. 512 Hồ Chí Minh Lily này nhiêu ký quên này. Hello chị Giao Kê. Con này có size L là khoảng cỡ dưới 72 73 74 kg, còn size XL khoảng cỡ dưới 82 83 84 kg. Ok chưa? Đó rồi chốt con vest đi, co giãn nha, vest sọc co giãn. Bé sọc co giãn nha. Con nó sai bé. Con nó sai bé hình như cho con hay sao á. Vô mặt. Này để con hả? Tại vì lúc lấy. Nè con này mua cho con. Dạ đây mấy chị ơi. Con này vải đẹp lắm nha. Mấy chị coi nè, mấy chị coi cái sọc này nè. 200 ngàn một con vest như thế này. Chị nào chốt vest sọc, chốt lên giúp giùm em vest sọc. Váy đen như vậy Ngọc Khuyết. Dạ ở sau hai con đầm ngọc trai hôm nay về là 300 á chị. Đầm bé đang mặc dài hay ngắn chắc kìa. Nè đầm bé đang ngọc là dài qua ống quyển á chị nè. Con đứng lên ghế đây đó. Nhưng mà nó có size 10 và size 12, nó là vôn ha. Vé đen đi chị em. Dạ ok chị. Đó. Rồi đây là con vé sọc nè chế ơi. Em lên cho hết nha. Đây là con vé sọc. Chị đâu chốt vé sọc, chốt lên giúp giùm em vé sọc ha. Tay phòng đồ đẹp lắm ha. Vé sọc 200. 200 vé sọc nha. Để qua bên hông, để qua sau lưng Ti, để chút nữa lấy cái bao vest bỏ vô Ti. Rồi em lên nha mấy chị, con vest đen nha. Con vest đen này size L. Đầm ngọc trai vải nhung chị Ngọc Khuyết. Nó có size từ 60 đến 100kg. Con lựa cái khác con thử đi con. Nó có về một cái mẫu 280 hay 300. Dạ đầm bi Maria Khánh Ngọc size 12 vừa không? 74-75kg. 74-75kg chị Maria Khánh Ngọc quay vừa không? Dạ em có con vest đen nè. Con này size khoảng cỡ 75kg.
Con này size 75kg nè mấy chị, vết đen này size 75kg coi tay nè ha. Rồi con này size 75kg, 70 đến 75kg con vết đen này. Chị nào chốt vết đen này 200. Váy đen đang mặc à, váy đen đang mặc em vừa không. Chị Huyền Nguyễn váy bi á hả? Váy bi đang mặc hả chị? Size 12 là dưới 75kg, chị Hiền vừa với điều kiện chị Hiền cao. Đầm mẫu mặc size 12 của Yến Phi kìa. Yến Phi 280 size 12 con đang mặc con size gì? Đây size 12 đây. Để coi thử. Con này đẹp lắm nha chị Yến Phi. Con này size 12 là của ai? Yến Phi. Rồi size 12. Size 12 của chị Yến Phi nè, rồi đầm bi. Đầm bi size 12 của Maria Khánh Ngọc. Rồi chị con toàn. Vé đen 105 vừa. Đây con, size 10 quăng vào đây. Chị Ngô Toàn đâu mất tích rồi nha. Mỗi này có mấy con rồi. Chị Ngô Toàn ơi, vào cho em xin địa chỉ số điện thoại cho chị ơi. Bên em đang nhắn tin rồi chị. Ê, quần trắng nè. Làm mấy con quần trắng lên. Ôi, quần trắng nè. Chết mấy chị chưa? Ai nãy chưa chốt quần trắng, chốt lên quần trắng kèm số ký. Vết đen của chị Đặng Hạnh. Trời má, Đặng Hạnh nguy hiểm này, bữa nay mặc vết nữa trời. Vết đen này của chị Đặng Hạnh 200 nè. Cái đó của ai ạ? À? Tay 12 có chưa con? Rồi, kiếm đi. Cái hình này nguy hiểm lắm nha. Nè quần cái lấy kim mẫu ở đây nè. Trời. Đặng Hạnh cháu nồng này nguy hiểm lắm nha. Trời má ơi, hôm nay mặc vết nữa trời. Má muốn làm phụ huynh rồi. Phục quần hả con? Đây nè. Kiếm đầm nó 12, tại hồi nãy Út có gom được con 2-3 cái con 12 ấy. Kiếm ấy chứ không chị Maria Khánh Ngọc bà. Nè quần trắng baby ơi. Baby I love you. Baby I love you. Để kiếm vết đen nha gái. Ai? Ai chốt quần trắng đâu rồi? Bé gì mà chốt quần trắng Thùy Dung, đừng nói đi ngủ nghe Thùy Dung ơi. Coi thử Thùy Dung nãy chốt quần trắng 80kg không? Nè con quần trắng này là eo 100 nè, nhưng mà con này không co giãn nha. Con này không co giãn nhiều ha. Con này không co giãn nhiều ha. Tôi chưa có quần trắng, trời ơi đu trên gì dữ vậy ông. Rồi quần này của Thùy Dung nè, chốt cho bà đi, nhắn tin cho Mỹ Thùy Dung chứ không Mỹ chữ nữa. Rồi quần trắng này của chị Hạnh nè. Quần trắng này size của chị Đặng Hạnh, size số 9 nè. Rồi Đặng Hạnh nè, 120 của Đặng Hạnh nè. Em có một con quần trắng bảy sắc đẹp không mấy chế? Ôi chưa ba đã riêng, ba đã kho khác nữa không? Quần trắng nãy có size chị, để mai em đi kiếm cho. Quần này vải đẹp lắm chị Lam Anh Trần Thị. Em có một con trắng bảy tấc eo 98 nè. Đẹp không mấy chị mà có 120 à. Cho nên chế nào chốt con trắng bảy tấc thì tranh thủ nha. Em nói mấy chị làm nè. Có. Để em lôi lên thử còn không nha mấy chị. Hãy nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Đâu kiếm cho Út con vết đen rồi con. Để có mấy con vết đen rồi. Vết đen con thảy qua lên nè. Nè vết đen nè. Chưa có quần bảy tấc vừa lấy luôn. Thùy Dung quần bảy tấc nè. Quần bảy tấc của Thùy Dung nè, 120. Bảy tấc khách lấy rồi. Nè quần áo này của chị, áo này của chị áo này legging bảy tấc đen. Legging bảy tấc đen chị Thanh Nguyễn lấy mấy quần thay nhiêu ký vậy? Của chị Phương Lê áo vest đen bằng size của chị Hành hồi nãy em vú 105 nè. Rồi Phương Lê mới in á. Phương Lê mới in. Ai chốt vest đen nữa vậy? Ai chốt vest đen báo lên giùm em nha, còn con vest đen nè. Ai chốt ở đây chị ơi. Dạ con vest đen này nó bị một cái đường chỉ nè. Con vest đen này nó bị một con đường chỉ nè chị nè. Quần bảy tấc khách lấy rồi. Con vest đen này nó bị một cái đường chỉ rút ngang thôi. Và con vest đen này em bán cho mấy chị giá 130.000. Nó bị một cái đường chỉ rút ngang thôi, không có thấy. Em sẽ bán cho mấy chị 130.000 con vest đen này dưới 75kg. Chị nào chốt vest đen này dưới 75kg chốt giùm em nha. Con lựa mấy cái mẫu ở kia kìa, hai mẫu kia là nhiều cái con thử. Rồi con bé nó đang mặc cái đầm này mấy chị, một con 250.000. Dễ thương không? Con này khoảng cỡ nhiêu ký con? Con này khoảng cỡ dưới 72kg không? Thả đi xong. Chị Ngô Toàn này nha. Thả đi. Size này size dưới 74-75kg. Size này dưới 74-75kg. Rồi áo của chị Nguyễn Hạnh nè. Áo của chị Nguyễn Hạnh 130 nè. Size L. Chị Nguyễn Hạnh nè. Đó mới in xong Nguyễn Hạnh 130. Dạ hai quần 90kg là quần legging 7 tấc mà tới đầu gối á, có không chứ? Dạ đây chị Thanh ơi. Hai quần này đúng không chị Thanh? Hai quần này là 70.000 quần nè ha chị ha. 70.000 quần, hai quần là 140.000. Chị Thanh Nguyễn này phải chị Thanh Nguyễn rồi mới có đồ tặng không? Chị Thanh Nguyễn này không phải. Chị Thanh Nguyễn hai quần nè.
Anh Nguyễn hai quần để em kiếm áo vest đen nha con, kiếm áo vest đen cho Út ơi. Hai quần đã 170. Đây nè, 75kg của chị Trang nè. 75kg của chị Nguyễn Trang size 14 đúng luôn nè. Rồi áo vest của chị Trang nè. Nguyễn Trang 200.000 áo vest. Rồi đầm này là dưới 74-75kg nha. Đầm này vải co giãn 250 chốt giùm em đầm sọc như công chúa không mấy chị. Hơi bị dễ thương nha. Rồi thay đi con. Thay hai mẫu đầm, mẫu đầm nhiều đi. Đưa mấy cái mẫu đầm 7 màu rồi đây chỗ. Đầm này mình có mấy cái rồi con? Đầm này 3 cái. Rồi coi size ở sau, đọc hết size cho Út ơi. Dạ mấy chị ơi, vé đen có size L không? Nãy giờ em bán là size L á chị. Nãy giờ em bán là size L á chị Lam Anh. Nãy giờ em bán là size L nha. Nè, nãy giờ em bán là size L không? Con này là BL, con này lớn hơn chút. Con này 78kg nè. Con này 78kg, dưới 78kg con vé đen là có lót nè. 216-118 hả? Rồi vậy thử con 16 đi con. Mày đưa uống gì không? Nó nói size cho tao uống rồi. Cà chua. Nếu phải khấn xa. Cái quần trắng là mấy chị cho em một cái hẹn nữa đi nha. Tối hôm nay có áo thun về đẹp lắm. Mà chỉ có 100.000 một áo thun thôi. Cho nên là mấy chị mà chốt áo thun đó thì mấy chị tranh thủ chốt nha. Chứ không là em nói thiệt mấy chị là hối hận cả cuộc đời luôn nha. 92 chị. Hả? Dạ vét gì vét này không biết có chị Thảo Hồ không nha. Đợi em coi nha chị Thảo Hồ. Hồi nào nào quăng ra sau. Con vest đen quăng ra sau lưng một tí nè. Rồi em coi thử con này có size chị Thảo Hồ. Thông báo đầm ren này em chỉ có 3 con thôi. 250 một con nha. Đầm ren này chỉ có 3 con thôi. Nhưng mà ren này ren mềm nhưng không co giãn. Ren mềm không co giãn mấy chị ơi. Size 16 là khoảng cỡ size 16 này mấy chị thì khoảng cỡ 75kg thôi là vừa. Đây mấy chị, size 16 là 75kg là vừa. Size 18 là khoảng cỡ 80kg vừa. Có tổng cộng 3 con ha. Chị nào mà size nhỏ từ 65kg đến 75kg thì lấy size 16. Chị nào 75kg đến 80kg thì lấy size 18. Chỉ có đúng 3 con đầm ren 250 thôi. Chị nào chốt đầm ren 250 chốt lên giúp giùm cho em. Con này chị Thảo Hồ vừa nè, con này size XL nè. Nè chốt đầm ren đi nha, chứ không là hối hận dữ dằn lắm. Ren đẹp lắm ha. Đây nè, con này chị Thảo Hồ vừa nè, con này một lớp. Con này một lớp nhưng mà con này có co giãn chị Thảo Hồ. Con này có một lớp thôi. Nhưng mà con này có co giãn nha, con này size phải từ 80kg, size từ 78kg đến 88kg con vest này. Ha, chị nào chốt vest co giãn này chốt giùm em vest co giãn. Con này nó bị mất hai hụt nút tay nè, con này xe cho mấy chị 150. Con áo vest đen này size từ 78kg đến 88kg xe cho mấy chị 150 về mấy chị để về xăng lên cũng được. Khỏi cần mấy chị đâm nút ha. Dạ vest đen 74kg ngực 101. Nếu mà chị Bích Chi Tường lấy thì lấy con này được không? Nếu mà thích co giãn lấy thoải mái eo ngực em 101 này chị lấy con này được không? Nhưng mà con này nó bị hai hụt nút để em bán sale cho chị 150 ok nha. Đầm sọc hồi nãy 75kg em sợ chị Thúy không vừa. Nó có nhiều mẫu lắm, tối nay cả mấy chục mẫu rồi. Dạ chị chưa lấy. Dạ em chốt con này cho chị Bích Chi chưa nha. 150 mất hai hụt nút sale 150 ok ổn không chị? Ổn thì báo em ok nha. Có cổ hả? Không có, vậy là lấy cái đó cho Nguyễn Thanh Tuyền 150 đi. Có cổ hả chị? Rồi ok chị. Có cổ đưa mượn lại con vest sau lưng tì. Em với chị là một size đó, không vest đen hết con. Em với chị một size á, em lên con này cho chị nha. Bé nó đang mặc coi con gài giùm nó cái quái ra sau cái nó bị. Nè con này nè chị tay đẹp lắm. Con này 200 nè chị Bích. Coi nó chị Bích Chi Trương đi. Rồi con này chị mặc sẽ bị tức đó nha. Con này chị nào 75kg hốt nè. Hồi nãy ai hỏi giùm, ai hỏi vest 75, con này đẹp quá mà 75kg thôi. Con này đẹp quá mà 75kg thôi nè. Ai 75kg hốt với con vest đang mặc nè. Chốt giùm em con vest nút. Con này dưới 75kg, 60 đến 75kg hốt con này. 60 đến 75kg hốt con này cho em nha. Cho uống miếng nước rồi Bi. 60 đến 75kg hốt con này cho em nha mấy chị. Hốt lẹ đi mấy chị ơi. Đấy, nó xong rồi nè. Con này có hai màu á, Bí Thi ơi. Con này có hai màu, còn con sọc đen nữa. Cho cầm móc cổ bỏ lên đây Quỳnh. Dạ con này nếu chị Bích Chi Trương 75kg, chị nào dưới 75kg thì hốt được nè. Không dưới 75kg đừng hốt nha. Chị gì? Maria chưa có con đó hả con? Size 12 không còn hả? Không có, size 12 không có. Cho nên chị Maria không có con đầm đó nha.
Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè. Dạ em lên tiếp cho mấy chị con Đồng đi tiệc yếm. Hoàng. Gì vậy? Vé đen của chị Hoàng Thúy Phan. Hoàng Thúy Phạm. Đây nè, lên cho con Đầm mà bán có 250 này chết ngắt luôn. Chết không có lối thoát luôn. Dạ size số 10. 60 đến khoảng cỡ 68 kg thôi. Dạ Đầm này có hai màu nha mấy chị, size gì con? Size số 10, 12, 14, 16. Đầm này có hai màu, sọc xanh da trời và sọc xanh đen. Đầm này có size 12, số 10, số 12, 14 và 16. Và chị nào đang thắc mắc là size bao nhiêu, ký bao nhiêu thì cứ nhắn tin lên hỏi Yên ơi. Chị 75kg cao 1m5 thì mặc size gì thì em sẽ trả lời cho mấy chị ha. Rồi đầm này em có hai màu xanh ngọc, sọc xanh ngọc và sọc xanh đen. Chị nào chốt sọc xanh ngọc chốt giùm em sọc xanh ngọc. Chị nào chốt xanh đen chốt giùm em sọc xanh đen. Đây là một con đầm yếm nè. Đầm này mà bán mấy chị 250 thì thôi rồi, ta đã xa nhau chứ còn nói con mẹ gì nữa mấy chị. 250 ngàn một con đầm này. Trời đất ơi, đầm này mà coi như không chốt, chốt gì giờ. 250 ngàn, ok chưa mấy chị? Size số 10, 60 đến 67, 68, 69 kg. Chốt giùm em đầm đi tiệc. Con đầm đã mấy chị bỏ 250 đi mua không có đâu. Không có thôi chứ sao. Gì áo đen mới quăng cái đùng sau kia kìa. Chứ sao ngầu lơ giữ chỉ rồi mà. Con này của Linh Hoài size 14 nè, con xanh đang mặc nè, size 14 không? Có 2 con 10 với 1 con 16 nè. Đưa Linh Hoài 16 nữa. Không có loa dễ mà. Rồi còn 2 con 10 thôi. Rồi của Linh Hoài nè. Linh Hoài à, 280. Xanh đen thì có size 14 nha. Không, không cần thử đâu con, một con được rồi. Nè lên tiếp vest nha mấy chị nha. Lên tiếp áo vest nha, vest này XL. Lên tiếp vết nha, vết vết này XL. Còn mẫu nào có số lượng nữa? Có một cái mẫu đầm đầm nâu cũng có số lượng. Lấy size số 10 cho chị hai thử luôn. Rồi mấy chị em lên nha mấy chị, một con vết cam là con này size XL nha. Con này vết này size XL. Dạ vết này thì khoảng cỡ để bao mấy chị? 80 kg. Trời ơi xuất sắc quá. Trời ơi xuất sắc luôn mấy chị ơi. 80 kg. Nào em đâu bán túi này đâu. Sáng bán ông nội, bữa bán một nùi, túi em bé mười mấy con, nói gì vậy bậy? Trời đất ơi! Ai vậy? Đúng rồi! Trời, túi em bé đó, bữa đó khách chốt quá trời luôn. 14 vậy đổi cho Linh Hoài đi. Rồi áo cam 200 của vợ Phèo nè, con này mặc với quần sọt cũng đẹp vợ Phèo. 200 của bé Phèo nè. Coi làm hàng bé Phèo lấy hàng gì ở Nhan Tây, chứ không bà cạo đầu mày luôn á. Hồi bữa bán cái túi nè, à, cái túi này em nói là để bữa trả cho kho. Tại vì con này bị lỗi nè. Cho nên về mấy chị lau cái phần đây đi em tặng cho mấy chị nha. Chị nào có bill ở nhà em và có chia sẻ em tặng con túi này. Nhưng mà thôi tặng, về lau ra dùng mà thôi mấy chị ơi đừng tặng. Để em trả kho đi. Để em trả kho, con này nó bị lỗi nặng lắm. Con này về cho con nít đi nó cũng kỳ lắm. Nè, cất ơi, cất để em trả hàng đi. Lấy cho em đúng mẫu vest đằng sau chị. Dạ đúng rồi chị. Đằng sau cùng mặt mà có cái nút đây mà em nói là nếu mà chị cái chị gì kia ngực trăm mốt mặt sẽ bị tức, nãy giờ còn vết không con? Vết có mấy chục con là ngon. Dạ em lên cho mấy chị một con vết rêu nha. Một con vết rêu 200, con này là khoảng cỡ dưới 80kg. Em phải bóp giấy à, không thích bóp cổ nha. Chị cứ thả lỏng đi chị Hồng Thúy Phạm. Rồi em lên cho mấy chị một con vết rêu có co giãn. Mã đi mã gì? Mã này mã xanh đen nè chị Linh Hồi ơi. Tình không? Trời ơi hôm nay hàng về hơi bị đẹp luôn mấy chị. Hôm nay hàng về hơi bị đẹp luôn. Con này mã rêu nè mấy chị. Đẹp không? Mấy chị thấy mã rêu đẹp không? Đẹp. Em chưa quay camera qua. Con mã rêu. Mã rêu này cũng bị mất. Không hiểu cái mẫu của nó. Cái mẫu của nó chứ không phải mất hai hụt nút đâu thôi. Nhưng mà lỡ rồi. Có chân váy dài chị Thanh Hương ơi. Có chân váy dài hàng Việt Nam xuất khẩu xanh đen nha. Con này mã rêu không cổ nè. Rồi mã rêu không cổ. Gì vậy? Mã rêu không cổ đẹp không mấy chị? Con này bán luôn 150, 80kg gì vậy? Đồ đội sinh nhật dưới bếp mấy anh kia lên tặng cái đồ vớt rồi giờ cũng đúng. 70 đến 80kg nha con rêu. Chốt giùm em vết rêu để sau lưng tiền con. Rồi mấy cái con vết đây. Rồi con này vết cà phê sữa nè. Vết cà phê sữa nhiêu ký đây? Vết cà phê sữa size này size lớn à. Vết cà phê sữa nè. Nhưng mà mấy con này đi kiếm khó lắm mấy chị. Mấy con vết mà phơm đẹp này mình kiếm size lớn mà mình kiếm khó lắm. Không có dễ có. Nè hốt hết vết vết sọc ra đi Ti. Ti ơi nhào vô hốt vết sọc ra. Em lên áo cho mấy chị nè. Áo này có size L và XL. Nói chung là chốt áo thì bán cho 100 ngàn. Vải đẹp kinh luôn. Vải đẹp kinh khủng mấy chị nha.
Rồi chốt giùm em áo 100.000, chốt giùm em áo xám. Nãy biết có chốt cho em có cổ hả? Em muốn có cổ Phương Lê, đúng rồi. Áo của Phương Lê là có cổ nha. Mấy chị ơi, cái con áo này mấy hôm em bán 140 nè. Giờ em lấy được tổng kho em bán cho mấy chị có 100 mà vải đẹp kinh khủng luôn mấy chị. Vải đẹp kinh khủng, chốt áo kèm số ký giúp em nha. Áo lông chuột kèm số ký mấy chị ơi. Lông chuột kèm số ký, lông chuột kèm số ký, size này đã lắm. Size này chị nào 100kg mặc cũng vừa, 90kg mặc cũng vừa nữa. Ha. Cao Kim Phượng có 2kg không? Chị Phượng báo gì chị Phượng ơi? 2X á. Ờ. 2X là cái gì chị Phượng ơi? Mẫu nào chị Phượng ơi? Mẫu nào báo em nha. Mẫu nào báo em? Ai chốt áo chốt lên giúp giùm em áo nè. 8XL nè. Dạ đúng rồi, con kia có size số 10 rồi chị. Nè áo của chị vợ phèo nè, 8XL nè. Áo vét nguyên bộ và áo khoác không mà chị Bích Hiền ơi. À cái gì qua 100.000. Hãy nhanh tay lên nào anh chị em ơi, vải đẹp lắm nha. Áo thun này của chị Cao. Trời ơi size XL này nó đã là tới 90-100kg rồi chị. Size XL, size rộng nè, em mặc mới L chị coi là rộng rồi thấy không? Cao Kim Phượng 100.000 nè. Mới in luôn á, Cao Kim Phượng 100.000. Những mẫu này là thứ có một con cho nên là chốt liền nè. Em có một con áo sọc 100.000 nè. Em có đúng một con áo sọc nút 100.000 đẹp không? Đẹp dữ dằn không? Con này 70-100kg nè. 70-100kg áo thun sọc. Áo thun sọc nút có một con thôi. 100.000 áo sọc. Đây là cái đầm mà hồi bữa trước em bán là bao nhiêu người dành lộn nè. Đầm cổ đắp chéo nâu nè. Bây giờ nó có size 10, 12, 14, 16 luôn nha mấy chị nha. Cho nên chị nào chốt cái đầm này thì chốt lên giúp giùm em. Con này vải đẹp lắm nha. À, chị có áo vest mà đưa không? Là sao chị? Áo vest nguyên áo sọc này của Maria Khánh Ngọc nè, 100.000 của Maria Khánh Ngọc. Chị có chị không vest mà đưa không chị? Dạ chị Khánh Phương nói lại giúp em đi. Nè cho mấy chị coi mẫu con này nè. Em nói mấy chị là mẫu con này là em bán tới đợt này là đợt thứ 3 rồi nha. Em bán mẫu này là em bán tới đợt thứ 3 rồi nha mấy chị. Xuất sắc không? Rồi coi vải gòn nè. Con này là em bán tới đợt thứ 3 rồi đó. Cho nên mấy chị tin hay tin tì mấy chị nha. Tin thì tin. Nó có một con 10, mấy con 12, 2 con 12 còn lại là 14 là 14 đúc không có 14. 14 đúc là 16 á con. Dạ áo thun sọc khách lấy rồi chị Huệ Phương ơi. Thảo Huyền Trương hả? Áo Huyền Trương nhắn gì để im mà chị đọc cho. Đừng có đọc. Để im đi chị đọc cho. Con đầm này trước khi em bán cho mấy chị là em sẽ lấy trước một cái em mặc. Nha, đầm này 200. Trước khi em bán cho mấy chị thì em sẽ để một con đầm này em mặc trước rồi em sẽ bán cho mấy chị nha. Chị có cái áo vest nào đưa cho chị để em coi thử. Có kiểm tra thử bill chị Khánh Phương nãy giờ có cái áo vest nào không anh? Con này thì hơi bự so với em. Con này còn con này phải 90-95kg mấy chị. Con này thì hơi bự so với em con. Moi mấy cái con đầm này lên cho Út ơi. Rồi ngồi đi con. Từ từ thử nữa, chút nữa thử lại đầm nhung ngọc trai. Con này đẹp lắm chị. Con yếm này đẹp mà cái con đầm nâu đó cũng đẹp ha. Rồi yên con này đi. Bệnh uống thuốc đi nha. Cái bệnh mà để dập là chết. Tháng này là tháng Tết. Dạ đầm nâu của chị Sang Nguyễn Kim hồi sáng chị Sang Nguyễn Kim có bill không? Dạ đầm nâu size nhiêu của Sang Nguyễn Kim mà dạ 70kg. Lấy size 12 cho chị Sang Nguyễn Kim con. Sang Nguyễn Kim size 12. Dạ đầm này chốt giùm em đầm 7 màu nha. Cái mã này em nói thiệt với mấy chị mặc lên mê lắm. Cái mã này nè. 250. Trời ơi cái mã này mấy chị mặc lên mê mỏng lắm nha. Đây nè, chị nào mà 70-90kg làm ơn hốt cái con đầm này cho em nha. Con đầm này em nói với mấy chị là mê lắm. Mê không có lối thoát đâu ha. Mê không có lối thoát là đầm này nha. Nè em có con hai con áo nam nè. Anh ơi, em có hai con này anh vô lấy con này anh mặc đi bảy. Đưa cho bảy đi. Áo trắng nè mấy chị coi áo trắng ở mấy chị coi cái chỗ ngực rồi nha. Mấy chị coi giúp giùm em con này bị lỗi rồi. Con này bị lỗi lỗ kim nè. Con này bị lỗi lỗ kim nè. Rồi dán cái chỗ lỗi lỗ kim lại. Rồi ghi hàng trẻ đi. Hàng trẻ kho mới Bình Tân. Ghi ra luôn. Hàng trẻ kho mới Bình Tân. Rồi em lên cho mấy chị mã đen cổ tim nè. Một mã đen cổ tròn đẹp không? Hôm nay không có chị Thúy Nguyễn Thị cho có là chị lấy liền mặc với lại chân váy dài.
Con này size 60 đến 83 kg, 84 kg nè. Chốt giùm em áo đen. Áo đen 100 ngàn nha. Áo đen 100 ngàn. Em lên cho mấy chị một con nè. Đẹp không mấy chị mà có 100 ngàn. Mấy chị coi mã nâu nè. Ở trước là cổ tròn nè. Mấy chị coi ở sâu dễ thương lắm mà cũng có 100 ngàn. Size này là cũng size 60 đến 85 kg. 65 đến 85 kg mã nâu nha. 65 đến 85 kg mã nâu 100 ngàn. 100 ngàn mã nâu nha. Áo trắng này em mới đọc với chị. Áo trắng đó anh Phước lấy mặt rồi. Áo trắng đó anh Phước lấy mặt rồi chị. Áo này áo vest này đưa ra xong một tí. Chưa xong nha. Rồi áo vest nè gái ơi. Áo vest này là mà size không ít nè. Áo trắng nó của nam, chị có một con nam đâu nó lẹt đèn à. Nè áo vest này size không ít nè. Áo vest xanh đọt chuối. Mấy con này là hàng laser gì đó cho nên là lâu lâu nó mới có chứ không có hoài nha mấy chị. Ha. Con này size cũng lớn nè, con này dưới 85 kg, con này có miếng đệm vai á, con này dưới 85 kg nha. Chị nào mà khoảng cỡ 75 đến 85 kg lấy cái con xanh này, con này mấy chị mặc quần sọt đồ đi chơi đẹp lắm. Con này mấy chị mặc sọt mấy chị đi chơi rất là dễ thương nha. Đó, dễ thương cực kỳ luôn. Chấm chấm lên giùm em đi mấy chị. Chấm chấm lên giùm em đi, đừng có im lặng được không? Nè mấy có con hả? Mấy chị đừng im lặng, con này con phơm rộng nè. Con này chị Huệ Phương đồ mặc được nè. Con này con áo có túi phơm rộng, con này phải từ 85 đến 100 kg nè. Chốt giùm em áo trắng phơm rộng 100 ngàn. Áo trắng phơm rộng 100 ngàn, con này xinh lắm nha mấy chị. Cái con ở sau lưng nó chéo cổ vậy nè. Ở sau lưng nó sắn lưng vậy nè. Còn ở trước nè, nó đẹp lắm ha. Mã nâu 100 ngàn, đây là của chị Kim Cúc Đinh nè. Con này đẹp quá trời luôn á chị Kim Cúc Đinh. Mã nâu 100 ngàn của chị Kim Cúc Đinh nè. Kiếm con nào size bé bé cho chị Kim Cúc Đinh. Rồi nè, Kim Cúc Đinh 100 ngàn nè. Dạ, có đầm, trời ơi, nhà em đầm 80kg nhiều lắm chị Băng ơi. Nhiều lắm nha chị Băng. Rất là nhiều luôn. Con đang mặc có cái đó có mấy cái vậy? Vậy là nó hết size luôn rồi. Con này nó hết size, con này chị nào 60kg tới 70kg. Nâu có nhỏ không? Để em kiếm thử chị. Em mới kiếm được con nhỏ cho cái chị gì đó. Nè, nâu này của chị Tuyên Nguyễn được nè. Nâu đậm nè. Nè nâu đậm đi mà sắn ở dưới rồi chứ chị Tuyên, đẹp không? Trời ơi, nè có một con nâu sắn bụng nè. Có một con nâu sắn bụng nè, mấy chị ai lấy nâu sắn bụng lấy giùm em nâu sắn bụng nè. Nhỏ hả? Mở ra con. Nè trắng sắn bụng nè. Trắng sắn bụng nè. Dạ vừa chị Trinh Đô. Sắn lưng là vừa nha. Đó nè, chị Tuyên Nguyễn là sắn bụng nè. Chị Tuyên Nguyễn sắn bụng nè. Rồi chị Trinh Đô 80kg nè. Em là em mặc vừa con này nha chị Trinh Đô. Rồi Trinh Đô 100 ngàn nè. Trinh Đô 100 ngàn coi lộn nha. Cái cũng ti đang cầm là của chị Tuyên nha. Rồi nâu của Nguyễn Thanh Tuyền nè. Nguyễn Thanh Tuyền nâu 75kg nè. Nâu này là nâu lưng nha. Nguyễn Thanh Tuyền 100 ngàn nè. Lấy trắng không lấy nâu được chị Tuyên. Đưa đây. Nè trắng sắn bụng nè của chị Tuyên nè. Trắng sắn bụng đổi là của chị Tuyên nè. Trắng sắn bụng được có mấy con à nha chị. Trắng sắn bụng được có mấy con thôi. Rồi trắng sắn bụng đổi cho chị Tiên đôi tao chị. Trắng sắn bụng nè. Được chị. Hồi nãy đâu nó lọt vô con áo nam. Trời ơi trắng sắn bụng đẹp lắm. Bà Thúy Nguyễn Thị đâu rồi trời. Cô tức bà Thúy Nguyễn Thị dễ sợ luôn á. Cái ngày nào áo đẹp không có bả đâu. Còn ngày nào không đẹp thì bả vô bả hỏi hoài. Nè để cho chị Thúy Nguyễn Thị áo này đi. Trắng chị vừa à, sắn ngực bụng. Sắn lưng, sắn bụng của chị Mai Ngọc nè, sắn lưng trước nè. Sắn bụng bây giờ lấy mã trắng thì được nha. Sắn bụng bây giờ nè. Sắn lưng, sắn bụng mà màu nâu hả? Không có đâu. Không đủ màu đâu. Nè, em cho chị một con sắn bụng. Sắn bụng màu rêu nè, với lại một con sắn lưng màu nâu nè. Trời ơi, dễ thương không? Dễ thương quá trời luôn. Con này của chế Mai Ngọc hai con 200 nè. Trắng chị Khánh Phương vừa nha. Trắng mà sắn bụng là chị Khánh Phương vừa nè. Trắng sắn bụng chị Phương vừa. Trắng sắn bụng này eo dưới 8, eo 88 là hơi bị đỉnh luôn á. Rồi trắng sắn bụng của chị Khánh Phương nè. Trắng sắn bụng của chị Khánh Phương 100 ngàn mới in xong. Chị Cao Kim Phượng trắng sắn bụng. Cô thử trắng sắn bụng còn tay lớn không cho cô Cao vào đây. Còn con trắng sắn bụng tay lớn của chị Cao Kim Phượng nè. Kiểm tra nha. Rồi con này không bị. Có gì mấy chị báo em nha. Rồi Cao Kim Phượng 100 ngàn nè Bi. Và sắn bụng. Áo phơm này vừa xích luôn. Không có hỏng trên rúng đâu chị.
Con thử sắn bụng còn không con? Bây giờ có sắn lưng rồi anh ơi. Có con sắn lưng của chị Anh Nguyễn màu trắng nè. Đó, con này size 80 đến 90 kg nè, chị Anh hốt con này đi. Con này về mặt với sọt dễ thương lắm nè, anh Nguyễn nè. Anh Nguyễn nè, áo nam có một con à. Áo trắng 100.000 của chị Khánh Phương có chưa vậy? Có rồi. Rồi có rồi chị ơi. Dạ trắng của chị Bích Chi Trương hồi nãy nó ngực 101 phải không? Ngực 101. Con gì? Trắng để lấy trắng lưng đi chị chứ sắn bụng chị không vừa đâu. Sắn bụng giờ còn size 70 kg, 72 kg à. Lấy em con nữa hả? Trắng sắn bụng của chị Yên Lê nhiêu ký, mấy chị có thể chốt giùm em kèm số ký được không? Bích Chi Trương còn sắn một con, còn sắn lưng không? Còn sắn lưng thì lấy chứ sắn bụng để coi thử sắn. Sắn lưng hay sắn bụng thì báo. Con này áo trắng cổ tim 100.000 nè. Áo trắng cổ tim 100.000 nè mấy chị, con này size 60 đến 77 kg. Trắng cổ tim. Sắn lưng của chị Tuyên Nguyễn. Rồi sắn lưng của chị Tuyên Nguyễn nè, 100.000 của chị Tuyên Nguyễn. Coi giải biết quyết của chị Biêu của chị Tuyên Nguyễn, nhắn tin chị Tuyên Nguyễn coi thử giải quyết Biêu sao nha. Nè sắn lưng còn nè. À, chị Bích Chi Trương ơi lấy trắng mà trắng trắng sắn lưng nha chị Bích Chi Trương. Con kia là chị sẽ bị chọc ha. Con này mặc sọt đẹp lắm nha, con này mặc sọt cực kỳ đẹp luôn. Bích Chi Trương nè. Coi thử giải quyết Biêu chị Tuyên sao, có gì đây hỏi chị Tuyên luôn. Bích Chi Trương. Rồi 70kg trắng bụng của chị Yên Lê thì vừa nha. 70kg trắng bụng của chị Yên Lê thì vừa ha. Vừa. Còn chị nào 60kg tới 70kg thì vừa nha. Rồi con này. Con này bị lỗi luôn. Đâu mới cái hàng lỗi đâu à. Hàng lỗi Bình Tân mới nè. Rồi con này của chị Yên của chị Yên Lê nè. Yên Lê in chưa? Rồi Yên Lê 100.000 nè. Áo nam nãy có một con của anh Phước và trắng 80kg của chị Nguyễn Trang. À trắng cổ tim phải không chị Trang? Con này dễ mặc đồ nhất nè chị Trang. Rồi Nguyễn Trang 100.000 bi. Nguyễn Trang 100.000. Cái mã này á mấy chị nè, em có một con này nè. Ê con này mà em bán mấy chị 100.000 là mấy chị chốt vô một cái đùng luôn á. Trời ơi vội phèo ơi, cái con này đẹp lắm mà bán mấy bà 100.000 là mấy bà sướng một khúc luôn, em nói thiệt luôn. Nó là màu hot của năm nay nữa nha. Trời ơi xinh luôn mấy chị, con này mà mặc ở trong một cái áo ống hoặc là mấy chị tự gài này vô là con này xinh bát nén, nhưng mà con này dưới 82-83 kg nha. Dạ con này là dưới, con này size lớn à, con này 75-88 kg, con cánh sen nè. Sơ mi cánh sen 75-85-88 kg. Có một con thôi mà mấy chị coi vải nó này đã không? Chị nào 77 kg đi tới 88-90 kg mặc vừa con cánh sen đắp chéo này. Có 100.000 thôi nha. Con này khỏi con giới thiệu nhiều cũng bán ế à. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em quá cân đối từng ngày. Con này bị lỗi rồi nè, nó bị lỗi thôi mình để mình mặc. Cánh sen gì chị Maria Khánh Ngọc mặc sẽ bị rộng nha. Cánh sen của chị Văn Nguyễn đi chị ha. 100.000 của chế Văn Nguyễn. Chị Yên Lê ơi, vô dạ. Em thì chỉ số thoại chị Yên Lê ơi. Em có một con ba lỗ nè. Thâu ba con ba lỗ này mình bán du di nha, 50.000 có một con à. Có một con thôi bán 50.000, 60 đến khoảng cỡ 75 kg nha. 60 đến 75 kg bán du di con ba lỗ, nhưng mà con này chị nào chốt về rất là thích. Em tuyên bố luôn con này chị nào chốt được là chị đã về thích cực kỳ luôn mấy chị. Thích lắm. Em nói thiệt tại vì cái vải này nó đẹp lắm, giờ chẳng lẽ bán lời 10.000, 20.000 mắc công. Rồi bán luôn 50.000 con ba lỗ này nha. Bán 50.000 con ba lỗ này nha mấy chị. Mấy chị không mặc là yên để mặc gán chẹo à. Còn áo nữa không con? Đây tự nhiên có một con sắn, có một con sắn bụng đen nè. Tự nhiên à. Tự nhiên à. Có một con sắn ngực đen à. Dạ con này bị giỏi rồi. Con này bị lỗi lỗ kim rồi, chị nào mặc thì em bán cho 50 nha. Nãy nghe nói bỏ Thúy Nguyễn Thị gì đâu. À, có một con à chị. Dạ em có một con sắn bụng mà nó bị lủng lỗ kim ở sau, em bán với chị 50 ngàn nha. Rồi sắn ngực chốt giùm em là sắn bụng đen 60 đến 72 kg, bán 50 ngàn. Chị Yên Lê ơi, nó có lủng lỗ kim mà sau giờ lấy cây kim dứt cho em nha. Vô, vô, vô ok không chị? Dạ được không chị? Dạ được không? Dạ em có đọc sai chị Yên Lê 50 ngàn nè. 50 ngàn nó bị lỗi cho chị Yên Lê ơi. Nó bị có một cái, nó một có một cái ấy, nó ấy ở sau cho nên nó lủng lỗ kim ấy, cho nên em bán với chị 50 nha. Ha?
Nè em còn một con cà phê sắn lưng 100.000 nè. Xuất sắc không? Dạ con này là size khoảng cỡ 65kg đến 83-84kg nè. Chị nào chốt con này dễ thương lắm nha. Rất là dễ thương tại chỉ có 100.000 thôi mà vải hơi bị đẹp, mà form hơi bị dễ thương. 100.000 cà phê sữa. Cà phê sữa hết rồi con. Cà phê sữa còn 2 con. Cà phê sữa còn 2 con size 65kg trở lên, 65kg là sẽ hơi rộng rộng. 70kg, 75kg thì hơi vừa vừa tí, hơi rộng chút nhưng mà không rộng lắm. 80kg là bao đỉnh, 85kg bao ôm ôm tí. Đó, nha. Vậy là bây giờ chị Tuyên Nguyễn á, cái quần da thì từ 200, còn cái quần ngựa vàng là từ bao nhiêu? Quần ngựa vàng không nhớ hỏi chị được. Chị Tuyên ơi, cái quần ngựa vàng hồi bữa em bán chị giá nhiêu rồi chị Tuyên ơi? Dạ con này là nâu của chị Bích Chi Trương hả? Rồi Bích Chi Trương 100.000. Rồi Thu An 100.000. Bích Chi Trương 100.000, Thu An 100.000 nè. Tôi nói thiệt với mấy chị, chiều nay tôi đi hỏi cái hàng này nè mà nó không có. Em đi hỏi cái hàng này nó không có mấy chị. Cho nên ngày hôm nay là em hốt cái con hàng này em về em mê lắm. Mấy chị ở sau coi nó xẻ tài nè. Coi xẻ tài ở sau nha, 100.000. Con này size 70-88kg, chốt giùm em mã trắng phối xám. Trắng phối xám 100.000. Hồi nãy giờ chị Cao Kim Phượng được mã nào rồi? Hồi nãy chị Cao Kim Phượng được mã nào? Mã này có 2 con mấy chị ơi. Mã xám này. Mã xám này trắng phối xám em có 2 con nha. Trắng phối xám có 2 con 70-85kg. Hồi nãy giờ chị Cao Kim Phượng được mã gì rồi anh? Một con xám chữ 100.000 với con trắng nó mở ra. Dạ trắng phối xám của chị Cao Kim Phượng nè. Vậy là trừ hai con quần da với con quần rồi trắng sắn bụng. Rồi cái này của chị Cao Kim Phượng luôn nè. Mới in MB Cao Kim Phượng nè. Nè. Bảo đảm giật lộn luôn. Bảo đảm con này giật lộn luôn nè. Bảo đảm nâu sắn bụng có một con. Có 15-82kg, nâu sắn bụng. Có một con thôi, bảo đảm giật lộn. Bảo đảm câu giật lộn, đâu có nhớ 200 chị. Quần em không có 220 trừ khi ông bắt thôi. Áo thun cà phê. Áo trắng, hồi nãy chị có một con trắng sắn ngực và chưa có cà phê cho chị. Nãy giờ hết cà phê hả con? Nè, thêm con cà phê cho chị Cao Kim Phượng nè. Con cà phê vải mềm hơn con nâu. Rồi con cà phê này của chị Cao Kim Phượng nè. Cao Kim Phượng nâu cà phê nè Tuy ơi. 100.000 của Cao Kim Phượng. À, con này của chị Maria Khánh Ngọc nè. Maria Khánh Ngọc 100.000 nè. Rồi con mã trắng phối xám còn một con nhưng vải mềm lắm. Trắng phối xám. Dạ con này nó không có trắng, nó không có phối nhưng mà cái con này cái vải nó mê lắm mấy chị, em không biết nó là vải gì. Nó form nó hơi dài hơn những áo bình thường nè. Nhưng mà con này 60-72kg thôi. Chốt giùm em trắng form dài 100.000. Trắng form dài 100.000 nha mấy chị. Con này cũng đẹp nè mấy chị. Nhưng mà con này dưới 82-83kg nha. Trắng cổ tròn XL. Trắng cổ tròn XL. Bù này không có. Bú này không có cái gì. Bù nảy không có. Trắng phơm dài của chị Chi 100.000. Con này vải đỉnh lắm nha chị Chi. Con này vải đỉnh lắm ha. Nè chị Chi ơi, đen phơm dài nè chị lấy luôn không? Đen phơm dài, trời ơi, cái con đen phơm dài này vải nó đỉnh lắm. Đen phơm dài dưới 75kg nè. Đen phơm dài dưới 75kg nè. Đen phơm dài dưới 85kg nè. Đen phơm dài dưới 85kg. Dạ không chị, có một con mà khách chốt từ nãy giờ nửa tiếng rồi chứ ơi. Có một con mà khách chốt nửa tiếng rồi. Không có chứ ơi. Con đó có đúng một con. Trời ơi, mấy cái con trắng hôm nay đẹp lắm nha mấy chị. Đen dài của chị Nguyễn Hạnh nè. Nguyễn Hạnh 100.000 nè Ti. Cái con này vải đẹp lắm. Ok, lấy giùm trắng phối dài. À, không có thấy comment của chị Mầm Non Tú Anh luôn. Tìm nè, đen dài của chị Nguyễn Hạnh có rồi. Em còn một con đen dài nè. Em còn một con thun đen dài mà dưới 85-9 nè. Còn size từ 75-90kg nè. Con này hơi bị đẹp nha. Đen phơm dài nè. Ha. Dạ để em kiếm coi thử còn con nào không. Đen phơm dài còn 2 con nè. Đen phơm dài 2 con. Con này đen phơm bình thường nè mấy chị. Nè con này chốt con này cho chị Thúy Nguyễn Thị đi Tia bây giờ. Con này chốt 2 con cho chị
từ từ. Con này chốt hai con cho chị Thúy Nguyễn Thị không có dấu á chị. Thúy Nguyễn Thị mà thường mua hàng mình á. Dạ còn biết nữa nè. Dạ xong dài còn không có. Con này đen cổ tim có một con nha. Đen cổ tim 60 đến 80 kg có một con đen cổ tim nè. Từ từ em lên đầm nữa cho mấy chị, trời nó báo mà nó còn hé lô nữa kìa trời. Tôi mệt mỏi thiệt chứ. Chị Chi này nhiêu ký ạ? Chị Chi 80 kg nè. Chị Chi 80 kg nè, 80 kg của chị Chi nè, 100 ngàn mới in xong á. Em ơi có áo thun đen cổ thuyền tay lỡ? Dạ không có, hiện giờ em không có chị Nguyệt Thành. Hiện giờ em không có chứ bình thường thì em về đủ mẫu như chị Nguyệt Thành, nói chung tùy ngày ấy. Em tùy ngày em mới cho con này cổ tim hả? Con này cổ tròn nè, trời ơi bà Thúy Nguyễn Thị đau dòi. Trời ơi bà Thúy Nguyễn Thị đau dòi cổ tim. Sắn bụng hết dòi. Sắn bụng chiều nay là hết kho đó. À, quần trắng thì có thể ngày mai có chứ. Ủa chị Thúy Nguyễn Thị, trời ơi bà Thúy Nguyễn Thị đau dòi, trời ơi đen cổ tim của chị Yên La nè. Trời ơi con này hơi bị đẹp luôn á, Yên La 100 ngàn nè. Ai sắn bụng đâu rồi? Nãy giờ tôi chưa để anh cho tôi một con sắn bụng luôn á. Ủa nãy em bán cái con áo ba lỗ 50 ngàn cho ai vậy ta? Yên La. Lấy Yên La 50 ngàn. Rồi lấy rồi hả? Yên La 50 ngàn. Lấy rồi. Là hàng lỗi. Cách mới. À, sắn bụng gấp lấy rồi nè. Tầm tiếp đến 5 kg. Ủa nói nè mấy chị, con ba lỗ em nói em bán rồi mà em chưa bán nha. 60 đến 75 kg 50 ngàn chốt lại giùm em cái, ai mới chốt nè. Ai mới chốt vậy? Dạ chắc ơi, nào có gọi chị, trời ơi má ơi sao em nhớ chị Thành để em gọi được. Nếu mà như shop người ta nó dạ để em gọi, nhưng mà giờ làm sao nhớ để gọi chị ta. Thu An nè, 100 ngàn của bé Thu An nè. Chết mẹ giờ sao nhớ chị được ta. Hãy nhanh Tây Linh nè, con này cổ tròn nè. Con này áo cổ tròn, con này còn cỡ dưới 85 kg nè, con này đẹp lắm nha mấy chị. Mấy con này mà mấy chị không mặc là uổng lắm luôn á, em nói thiệt. Làm sao nhớ được ta. Con này cà phê sữa nè. Con cà phê sữa này dưới 82 kg cổ tim nè. Cà phê sữa dưới 82 kg cổ tim. Nếu mà nói như người ta kêu dạ dạ dạ, nhưng mà em không làm, còn giờ làm sao nhớ chị được ta. Con này áo trắng cổ tim nè, con này dưới 70 kg thôi nha. Làm sao nhớ được ta. Rồi em lên đầm cho mấy chị nha. Rồi lên đầm con, nãy cho con thử đầm nào. Dạ đầm này. Mấy con vậy? Có một không? Có ba con ba màu không? Dạ đầm này có ba con ba màu thôi, nhưng mà 60 đến 70 kg sai nhiều rồi con. Nhìn cái size trên cùng á. Thôi uống miếng nước rồi bây giờ. Size 6. Cà phê tim của chị Thu An 100 nè. Cái gì sao có gì có size 6 trọng vậy? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Ở đâu ra cái size 6 vậy bà nội? Ở trên cùng là size nhiêu? Rồi. Size số 8 này, size số 6 trẻ kho mới luôn nè. Trẻ kho mới, mấy bà nội này lấy hàng tào lao quá. Cái này size 10 nè, cái con đen này mấy chị mặc được nè. Cái con đen nào chị nào mà 60 đến 70 kg hốt con đen này nè. Con đen này 60 đến 70 kg, con này chị Song Anh vừa nè. Cái con đó chị Minh vừa, cho nên hai con này 8 thôi. Dạ. Hai con này để lại. Hai con này để lại, còn con kia thì trả đi. Đó, cho uống miếng cà chua đi. Con đẹp. Cà phê tim có rồi. Áo thun nha. Áo thun mấy chị ơi. Áo thun hàng Việt Nam xuất khẩu, xếp lại bỏng cục riêng nè con. Dạ em còn một con gì đây? Màu đen màu gì vậy? Cổ tim nè. Hồng da, nè bi. Em còn một con hồng da mấy chị. Con này size khoảng cỡ dưới 75 kg nè chị Thu An. Hồng da có lấy thì lấy giùm em luôn nha, cho nó hết hàng ha. Có lấy thì lấy giùm Mỹ Yên luôn cho hết hàng nha mấy chị nha. Hãy nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Gì ạ? À? Đầm xanh lá cho chị. Đầm này hả chị? Đầm này size số 8 có 60 kg rồi chị. Sao chị vừa được chị Út mà, sao chị vừa được con thử lại đầm đỏ ngọc trai với đầm đen ngọc trai nha. Hồng da của chị Văn Tô. Dạ hồng da của chị Văn Tô coi. Chị Văn Tô nhiêu ký ạ?
Chị Văn Tô ơi, lên số ký đi chứ con này dưới 75kg rồi chứ ơi. Con này chị Mai Ngọc thì vừa, em biết chị Mai Ngọc 71-72kg vừa đó. Nhưng mà chị Văn Tô nhiêu ký? À chị mua cho cháu chị hả chị Nguyễn Thành? Rồi à, em xin inbox cho chị trong địa chỉ số điện thoại nha. Đừng có cho trên like nha. Đầm xanh mua cho cháu chị, size số 6 60kg. Size số 8 60kg. Dạ con này, chị Nguyễn Thành nhớ nhắn cho em cái tin là trong tin nhắn chút nữa chị vào cho địa chỉ số hội là yêu ơi, chừng nào có áo mẫu đó size đó nhiều ký đó nhớ bác báo chị nha, để em chụp hình lại 73kg của chị Văn Tô 100.000 à. Chị Nguyễn Thành sao tối nay con bồ mày không cho hung mà cầm tay sao cái mặt mày tối nay như con cạc cái tay, mày nói giùm tao đi. 73kg nốt của Văn Tô luôn cho út cái móc cổ. Chị Nguyệt Thành 250. Em có một con dâm nè mấy chị, bán 250 luôn, có một con à. Chị nào hôm nay chốt được nó không có, nó không có do cộng dây đâu nha. Em mua sao em bán vậy chứ em không có giấu cộng dây em ăn đâu, em nói thiệt. Em có một con thôi mấy chị. Em có đúng một con thôi. À 250 nha, nha. Em có đúng một con, có áo thun form thôi nha. Có áo thun form thôi nha, là những cái con hồi nãy không phải là form dài, là nó form, bữa nay nó form vừa dễ thương lắm. Mấy form nó mặc với quần rinh với lại chân váy dài là đỉnh lắm. Em có một con dâm nè, chế ơi. Chế nào mà khoảng cỡ 70 đến khoảng cỡ 80kg á, mặc con dâm này đi đám cưới nha. À, mấy chị mà mua được cái nịt mà ở giữa có cái bát đẹp là làm ơn mặc với cái con dâm này. Con dâm này mấy bữa em bán mấy chị phải 280-300 thì hôm nay em lấy tận kho. Em được giá gốc nè, 250. Size này là size 68 đến 80kg con dâm la dòng. Dâm ren la dòng. Con này Ti phải treo trong cùng nha Ti. Đó. Trời ơi con dâm này em nói mấy chị đẹp lắm này, nãy giờ chị Văn Tô chưa lấy mã này nè. Chị Văn Tô chưa lấy cái mã áo lông chuột mà vải co giãn nè. Đó, chị Văn Tô chưa lấy mã này nha, mã này có 100.000 chốt giùm em là áo lông chuột ha. Áo lông chuột kèm số ký mới vừa lên thun xong mà chị vào đó. Cho nên cho em qua mẫu khác nha. Được có mấy con đó không? Em có một con chân váy bán mấy chị 100.000 mà đẹp lắm, hàng Việt Nam xuất khẩu. Lên lấy bao chân váy dài đi, em có bao chân váy dài ren nè. Đi lấy đi ren mồi thuốc, từ mồi thuốc. Rồi con này em có đúng một con chân váy là đẹp không? 60 đến 75kg chân váy kem. Chân váy kem bán chỉ có 100.000 thôi. Dâm của chị Nguyễn Chi 250 nè. Có một con này nha. Hôm nay em về đầm ngọc trai cổ nè mấy chị, xuất sắc chưa? Có size từ 60 đến 100kg. Nó có hai màu nha mấy chị, nó có đầm đỏ nhỏ mẫu đang mặc và đầm đen em đang treo. Đầm đỏ nhỏ đang mặc và đầm đen em đang treo. Nó có hai màu, đầm này là đầm ngọc trai cổ và mấy chị thấy form và tay đẹp không? Hơi bị đẹp luôn, 300.000 một con, có size 60 đến 100kg. Quỳnh đọc size Quỳnh ơi. Đọc size. 60 đến 70kg là size L nha chị. 70 đến 80kg là size XL, 80 đến 90kg là size 2X, 90 đến 100kg là size 3X nha chị. Hơi bị đẹp nha. Hơi bị đẹp. Chân váy của chị xong anh 100.000. Trời má ơi, Út để con này là chắc không vừa quá. Út để Út con đen này để đi ăn tiệc mà chắc không vừa quá. Trời ơi em mê cái con này nãy giờ mấy chị ơi, mà chắc em không vừa quá. Em mê quá trời mê luôn. Chết rồi. Về mình còn lót chị. Chắc là mất ngủ rồi còn. Còn lót riêng. Má con này eo có tám mấy à. Không thể nào ngon cố được chị so chị xong anh ơi. Áo em đang mặc giờ em còn màu trắng rồi chị. Áo em đang đẹp không chị xong anh, hôm nay đầm về đẹp quá trời đẹp luôn. Phơm đẹp ơi là đẹp, tay cũng đẹp, cổ cũng đẹp luôn ha. Ngồi đây con. Nè, bán chị xong anh con đầm đi tiệc mà có 250 rồi chị xong anh ơi. Em giấu nãy giờ tại vì em thích quá, thích đi mà. Chị xong anh nên em thích quá trời thích luôn. Chị ơi. Giờ làm sao giờ? Làm sao giờ mấy chị? Trời ơi, làm sao giờ chị xong anh nó có một con rồi nè chị. Eo 84. Eo 84, 85 giờ làm sao giờ chị xong anh. Dạ đầm đỏ nó là vải nhung mấy chị, nhưng mà không phải nhung mềm rũ nha. Nếu nhung mềm rũ thì nó không có phồng cái tay và cái A lên đẹp như vậy. Nhung hơi cứng cứng, hơi mềm mềm, không phải là cứng ngắt. Trời ơi, eo 85 nè chị xong anh. Cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi, chị ơi, cứu tôi. Trời ơi, 250 nè chị xong anh. Trời ơi, ai mà eo 85 hút con này cho em nha. Cho em mất ngủ, nó có hai cái nè chị. Nó có hai con chị ơi, nó có một con màu da.
Chị Ngô Phương Anh nhiêu ký ạ? Chị Ngô Phương Anh ơi, nhiêu ký Ngô Phương Anh ơi, này nó có màu da và màu đen eo 85 thôi nha. Trời ơi, em nói mấy chị nó như công chúa vậy, em mê mấy cái mẫu này dữ dằn lắm mấy chị. Đợt chuẩn bị tiếp theo nè, Quỳnh con chụp cái mẫu này cho Út đi Quỳnh, để Út may. Trời ơi, chết thì Ngô Phương Anh ơi, chết ngắt luôn á. Đợt chụp cái ren dưới luôn nè con. Trời ơi, lấy về giảm cân hả trời, mặc cái này có bầu nữa. Rồi Ngô Phương Anh 250 nè. Rồi lấy về giảm, nhưng mà mê quá Ngô Phương Anh ơi. Mê mà giấu nãy giờ mà. Thấy không ổn rồi, không ổn rồi. Em thấy không ổn rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Mã này thì mỗi mã nó có 1 con rồi nha. Mỗi mã có 1 con rồi nghe mấy chị. Con này là size nhiêu đây? Con này size 16 mấy chị ơi. Size 16 mà mỗi mã có 1 con à. Chân váy dài. Bên này là cái gì? Chân váy dài hồi bữa đem xuống rồi đó. Rồi đây mấy chị, em có một con size 16 và đẹp không? Ôi, hôm nay không có chị Đen Thủy chứ có bả là bà hốt liền, đẹp không mấy chị? Form cũng đẹp mà dây cũng đẹp mà mẫu cũng đẹp ha. Rồi chị nào chốt mã này chốt lên giúp giùm em size 16 là con này chị nào 80kg hốt. 80kg đầm hoa nha. Đầm hoa 250 80kg. Đầm hoa 250 80kg. Rồi chị nào chốt mã này là chốt giùm em nè. Hồi nãy chị Thê Nguyễn còn ở đây không ta? Quên lấy cái bao quần cho chị Thê Nguyễn rồi chứ. Bà cũng hiền ghê, bà cũng không nhắc yên lấy lên. Con này là hồi nãy con mẫu nó có mặt nè mấy chị. Này nãy mẫu có mặt nè. Form đẹp lắm mấy chị ơi. Nó có sọc xanh ngọc và sọc xanh đen ha. Cha mình váy nhung đỏ size 80kg của chị Việt Trung. Chị rồi. Việt Trung. Việt Trung hả? Chị Việt Trung có hôm qua có đặt công gì nè, để em coi thử. Chị Việt Trung cái váy nhung đỏ mà có hai dây chéo trước cổ á con ơi. Bữa nay là còn 2 ngày nữa đúng 1 tháng, cái bill chị 70 ngàn còn để đây. Chị Việt Trung có cái bẻ gì đây 80 ngàn, 70 ngàn ở đây nè. Chị Việt Trung cái váy nhung đỏ mà có hai cái dây chéo trước cửa, trước ngực phải không? Đầm hoa chị Mậu Mậu. Đầm hoa của chị Mậu Mậu nè, 250 của Mậu Mậu. Đầm nhung mà XL mà có hai dây trước cổ đó của chị Việt Trung 300. Thấy không? XL con 80kg XL thôi. Dạ đây. Là đầm của chị là có hai dây trước này nè, em có nốt rồi nha, em có nốt là chị yên tâm. Đã đặt rồi là có yên tâm. Rồi em lên cho mấy chị mã quần 90.000 là có 1 con à, 7 tắc học. 7 tắc học đỏ nha, có 1 con thôi bán 90.000. Nói chung là mua được kho rẻ bán rẻ nha. Đầm đá 2 dây 73kg vừa không. Đầm đó là eo 85 á chị, eo 84, 85 á chị tự coi giúp em đi. Eo 84, 85 là khoảng 64, 65kg. Chân váy da dài, dài nãy giờ chưa kiếm có hả? Chị có trả lời chị Thành cái áo xanh đen cũ từ tay lửa chưa? Chị có nhắn tin cho Trọng không? Chị nhắn tin cho tin nhắn cho nó dạ để bữa sau chụp lại rồi gửi vô group. Nói để chân nào có em nhắn cho chị. Dạ con quần này eo 100 nè, trời ơi chế nào mà eo 100 chốt con quần sọc đỏ đây là may mắn luôn á. Eo 100 quần sọc đỏ 90 ngàn nè. Giờ bán 90 ngàn thôi nha, mai té cái đùng cái quên mất mẹ luôn. Rồi chân váy tiếp nè. Hôm nay em được 4 con chân váy, chưa kiếm được bao chân váy dài luôn hả? Hôm nay em có chân váy công sở nè chị Song Anh, coi vải đẹp không? Có 1 con à 100 ngàn. Này chị có chị Song Anh là trị được thôi nha. Cái này là chỉ có chị Song Anh trị được thôi, đẹp không? Chân váy dài công sở nè. Số đo 7 tóc của chị Tăng Lệ Châu 90 ngàn nè. Chân váy này eo dưới 90 nha. Đầm em gái mặc vải gì? Đầm em gái mặc là nó có hai nhung á chị. Nó có nhung đỏ và nhung đen. Nó là cổ ngọc trai á chị. Đầm này nó là vải nhung nha chị. Nó là nhung cho anh Dương nhưng mà con này mặc đẹp lắm. Tộc đỏ có 1 con rồi, khách lấy rồi mấy chị. Tộc đỏ em có 1 con rồi nha, khách lấy rồi. Còn nó đẩy cái đầm rồi chi vô đây cho Út đi. Dạ con đầm này eo dưới, con chân váy này eo dưới 92. Mấy con này mà mai mốt bán không biết đi kiếm ở đâu ra luôn. Eo dưới 92. Em có tiếp con chân váy size nhỏ nè. Đã không mấy chị? Đầm da 2 dây mặc thử ngọc nư cũng không có vừa.
Tại vì cái lưng đã nói là cái lưng nó kéo giãn nhất rồi, để là 84-85. Cái đầm đó có mê cỡ nào cũng không vừa. 100.000 chân váy của Ngô Tú Linh là con đó có thể giãn tới 95 nha chị Ngô Tú Linh. Không vừa, vừa là cho mặt nãy giờ rồi. Tại vì biết là ở đây size của mọi người ở đây rất là hiếm. Em có con này của chị Song Anh là eo dưới 88, eo từ 82 đến 88, chân váy da, chân váy hồng da. Chân váy hồng da eo dưới 88. Vải co giãn đẹp lắm. Đây, cho mấy chị một con chân váy đen dây chéo size lớn nè. Con này đẹp không? Ồ, vậy mà có 100.000 à. Vậy mà có 100.000 à mấy chị. Có 100.000 à nha. Chân váy đen dây kéo này eo vô 105 nè. Chị nào eo 100 tới 105 mà con này được nè. Mà có một con là 100.000. Mà nó đầm trẻ đó. 100.000. Em có một con váy nhung mấy chị. Chân váy dây kéo chị Ngô Tú Linh rộng đó, con nó eo 105 lần chị. Em có một không? Không có hỏi đâu, không có, khỏi hỏi. Em có một con chân váy túi xéo, chân váy nhung túi xéo 100.000 nè. Con đó chị Ngô Tú Linh mặc tuột vú luôn á. Mặc tuột vú á. Thử nãy nè, mà nếu mà vừa là cho thử liền. Chân váy đen eo 100, con này eo 100 nè chị Ngô Tú Linh. Con chân váy nhung eo 100 đẹp không? Dây kéo ở sau đẹp không? Chân váy nhung eo 100. Chân váy đen dây kéo là máu quăng nó mắc cái đùng nè. Máu quăng cái đùng, chân váy đen dây kéo. Rồi chân váy đen dây kéo của chị Anh Nguyễn nè. Rồi con này của chị Cao Kim Phượng nè. Cao Kim Phượng, ừ đúng rồi, 100.000. Cao Kim Phượng 100.000 nè. Cái chân váy này á hả chị, chân váy này là eo khoảng cỡ, nếu mà đẹp thì eo 88 thôi. Vừa là chị vừa rồi đó, nè vừa nè. Nè để em đo độ co giãn cho. Để em đo độ co giãn con này cho chị nè. Con này mà nếu mà đúng co giãn vậy nè, là eo nó tới 100 là còn 92 là bình thường nha. Rồi chốt con này cho chị Bích Nhi Trương nha, Bích Nhi Trương nha. Mà nhiều quên rồi, 100.000, Bích Nhi Trương. Bích Nhi Trương 100.000. Em có một con đầm sọc công sở, con này có 250, mấy chị biết tại sao em lấy không? Tại vì cái hàng này mình may lên cũng không có đẹp bằng hàng Việt Nam xuất khẩu. Cho nên em mới lấy con này về. Và con này á mấy chị, nó ghi size 16 nha. Con này nó ghi size 16 nhưng mà eo nó bé lắm. Nó không tới size 16 đâu nghe mấy chị. Minh Phương Vũ Đài là thẩm quân con bảo rồi. Ừ sao ạ? Lấy cái đầm đen trên cái hộp chai mới rồi. Hộp chai cổ hả? Nhiêu ký? Dạ con này eo 90 thôi, con này khoảng cỡ 60 đến 70 ký à. Con này nó ghi size 16 nhưng mà eo 92 á, nhưng mà em trừ heo lại 2 cm còn 90 ha. Nó trừ heo lại 2 cm không có thôi Tuy ơi. Đây nè mấy chị, con này có một con thôi, phơm đẹp ha. Trời ơi, chế nào đúng 70 ký hốt con đầm này. Chế nào mà 60 đến 70 ký hốt cái con đầm rin. Nó là giống như nó mẹ nó rin vậy nhưng mà nó không phải rin. Chốt giùm em là nâu lông chuột sọc đi. Lông chuột phối sọc nha. Màu đen không có gì, xẻ cái của Bích Chi Trương đi. Áo ống đen của chị Văn Nguyễn hả? Rồi tao áo đen, ống đen qua nữa đâu, để tao kiếm gì mất coi tao. Màu đen hết rồi. Có không con Tuy? Chưa có nữa. Trời ơi, nãy giờ em chưa lên cái bao tải hàng giá rẻ cho mấy chị luôn á. Dạ cái đầm này á chị ơi, Nguyễn Ngọc Quỳnh ơi, là khoảng cỡ 60 đến 70 ký thôi nha chị Nguyễn Ngọc Bình. Quỳnh Quỳnh lên cho em chiều cao cân nặng đi, đó áo vét đó Tuy. À, chị Nguyễn Ngọc Quỳnh lên giùm em chiều cao cân nặng nha. 250 nè baby. Ba áo ống có trắng với có đen á, đưa lên cho chị Nguyễn Ngọc Quỳnh nha. Dạ Nguyễn Ngọc Quỳnh 250 cho em lên chiều cao con nặng chị. Tại khách mới á, em phải theo mấy chị. Chứ em không có bán xong đùng đùng rồi em không nói chuyện được. Con này là eo con này mà 85 kg. Để em coi thử chị Văn Nguyễn vừa không nha. Để coi thử con áo ống 60.000 này chị Văn Nguyễn vừa không. Có 3 kg, 1m52 là khoảng cỡ 70 kg. Nhưng mà Nguyễn Ngọc Quỳnh ơi, cái con đó chị Quỳnh mặc khó đẹp lắm. Nói thiệt lòng á, bán cho chị cũng được, xấu đẹp gì kệ bà chị. Nhưng mà biết sao không, cái con đó mà để cho 1m52 mặc nó khó lòng lắm. Thiệt. Nói thiệt chị chốt mã khác đi. Em bán cho chị cũng được mà thôi chốt mã khác đi chị. Tại vì con đó nó phơm dài qua ống quyển là cái gì. Cái con đầm đó 72kg 1m6. 72kg 1m6 mặc size L được. Ở sau lưng có chung không không ạ? 72kg, 1m6 lấy size L đi. Cho con màu da nhanh không chị? Hồi bữa lấy ừ. Nói chị muốn, hỏi chị muốn mặc ơ mà thoải mái. Lông chuột phối sọc nha chị Quỳnh ơi. Chị, để từ từ chị Quỳnh có ok không? Có ok xả hay là chốt xả hay chốt chị báo lên giúp em nha. Em nói hết lòng rồi đó. Nha, nói hết lòng.
Dạ con này ngực 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 này tới nè. Ngực này cái áo này 60 ngàn, áo ống của chị Văn Nguyễn nè. Áo ống của chị Văn Nguyễn 60 ngàn nè con, mới in xong á. Áo ống của chị Văn Nguyễn. Còn áo thun chị Trinh Đô. Đợi em chút nha. Con nhớ cắt mấy cái bao này ở đâu nhớ nha Tì. Cái đầm này em có đúng một con thôi mà vải đẹp lắm mấy chị. Hả? Cái đầm này có đúng một con, áo thun nhà em là bác nhé. Chị muốn lên thun Quảng Châu không? Để im em. Hỏi để cho chị Quỳnh tự chốt đi, xích xích ra chút về bay mùi thuốc lá vô qua. Con này có một con thôi, vải bao đỉnh luôn. Nói thật sự form đỉnh luôn. Form đỉnh, vải bao đỉnh, co giãn bao đỉnh luôn. Con này 250, con này size 14. Chị nào dưới 77kg chốt con này. Làm ơn dưới 77kg chốt con này đi nha. Chị mặc có thể tới mắt cá chân á. Có thể tới mắt cá chân á. Ôi chị lấy hả, giùm em biết rồi, khắp mũi chưa? Dạ có chị, đầm đỏ sau lưng là bé nó đang mặc á chứ. À đầm đỏ sau lưng là đầm đang chiếu dây phải không? 300. Chị có muốn mặc thì báo nó giùm em cho bé cháu em nó thử nha. Trời ơi hôm nay đầm về nhiều lắm chị ơi. Hôm nay đầm về nhiều rụng rúng luôn. Con gài nút giùm út cái này đi. Dạ rồi chị Lan ơi. 300 đó chị Quỳnh ơi. Vậy thôi nha. Em ừ ok. Rồi chốt con đầm đó cho chị Ngô Phương Anh mới chọt con tay lên đó, ở lò mới in ra đó. Không nói thiệt là bán thiệt lòng chị Ngô Phương Anh. Chứ như người ta thì em sẽ không nói là về dài về rộng, mấy chị phải đi tự đi bóp. Chứ thật sự là muốn bán cho mấy chị á. Nè con này chị Văn thì xin chốt nè. Dạ con này thì 280 nha chị Văn thì xin. Con này có một con thôi, con này ngày xưa lúc mà em đi giữ event rồi là em có được một con này nè. Nhưng mà đẹp lắm nha mấy chị, con này size 12 xin không? Con này dưới 73, 74 kg. Con này dưới 73, 74, 75 kg. Con này nè. Thông báo con này đẹp lắm. Con này khi lên form đẹp lắm. 208. Dưới 73, 74, 75 kg con đầm này. Chị nào chốt con đầm này, chốt giùm em đầm này. Bà dưới 73, 74, 75 kg vải co giãn. Con này 208 có một con thôi nha. Chốt giùm em là đầm xanh ren. Con này đẹp. Đầm xanh ren có một con nha. Xanh ren có một con. Em lên cho mấy chị một con đầm caro. Em lên cho mấy chị một con đầm caro nghe mấy chị. Đầm caro. Đầm này chị nào mặc lên cái form dịu dàng lắm. Nhưng mà chị nào khoảng cỡ 70, nói chung là dưới 72, 73, 74 kg con này mặc cưng. Con này nó không có giãn nhưng mà mặc lên rất là cưng nghe mấy chị, không giãn. Nhưng mà con này mấy chị mặc lên cưng lắm. Vừa cưng mà vừa dễ chịu, nó mà 250 may hai lớp hàng biệt nó gài nút tới đây nè. Ha. Đây nè mấy chị chốt giùm em mã caro dưới 75 kg nha. Mã caro dưới 75 kg mấy chị. Chị nào dưới 75 kg chốt giùm em dưới 75 kg mã caro. Còn nhiêu người coi à con? 73 người. Rồi chơi tới sáng đi. 73 người chơi tới sáng luôn. Cái đầm này chị Văn thì xin chốt dễ thương nè. Cái đầm này chị Nguyễn Ngọc Quỳnh chốt dễ thương nè. Đó nè. Đó. Gì đó hả? Bèo chịu bảy dai. Ừ, ai giấu vậy nè. Bì hãy giấu. Em có một con dung sọc nè mấy chị, 250 ngàn có một con. Nhưng mà thông báo nha, mã này nó không có dây. Mã nào có dây thì em đưa mấy chị có dây. Ở đây, hồi nãy chị nào hỏi chân váy dài còn nè. Con này nó ghi là size 16 mà đưa lên em sẽ biết. Em sẽ biết size bao nhiêu nha mấy chị nha. Nè, con này size 16 dây kéo ở. Ê con này mấy chị mặc dung này 250, mấy chị đi đá gì bình thường nha. Dây kéo ở trước bụng nè ha. Con này nó ghi size 16, đẹp bông trội. Con này đi ăn tiệc bao xinh luôn ha. Phải co giãn luôn ha. Ờ à, dạ ok chị Trinh Đỗ đưa cái bao áo thun hàng Quảng Châu ở đây đi. Dạ con này size 73 đến 80 kg nha. 73 đến 80 kg con dung sọc đi ăn tiệc 250 có một con thôi. Cho nên chị nào đừng có đắn đo nha. Đắn đo một hồi tiếc lắm, để im. Dạ em lên áo Quảng Châu cho mấy chị nè. Lên áo Quảng Châu. Mã này là size này 60 đến 90 kg nha, áo Quảng Châu chốt giùm em mà. Gấu cam. Gấu cam 160 ngàn gấu cam. Free size nha. Gấu cam. Rồi em lên cho mấy chị một mã xanh đột chuối. Xanh đột chuối gấu. À xanh đột chuối gấu nè mấy chị. Con này là năm nay là màu này là màu hot trend nè. Con này 60 đến 90 kg. Nhưng mà vải đỉnh lắm mấy chị. Vải của con này bao đỉnh. Ngày hôm qua em giấu con này nè. Hôm qua em giấu con này nè mấy chị. Hôm qua em giấu con này nha. Thật sự. Đây. Hôm qua em giấu mã cô gái nón nè. Mấy chị thấy vải đẹp không? 160 ngàn mã cô gái nón. Chị nào chốt mã cô gái nón, chốt giùm em mã cô gái nón. Em lên cho mấy chị một cái mã.
Chốt giùm em là mã logo trắng, mã logo trắng đỏ. Mã này là mã logo trắng đỏ nha mấy chị nha. Mã logo trắng đỏ. Con này cũng 160 logo trắng đỏ. Chị nào chốt logo trắng đỏ, chốt giùm em logo trắng đỏ ha. Còn không, còn không? Em lên cho mấy chị một mã. Một mã trắng nào mấy chị xin không? Rồi lên cho mấy chị một mã trắng. Tôi đang bệnh uống nước dừa nằm luôn nha. Mới ói ỉa xong á. Đây nè. Mã này mã áo trắng. Áo trắng chữ xanh nha. Mã này vải đẹp lắm mấy chị ơi. Mã này vải mấy chị đẹp mê say luôn á. Đẹp không có lối thoát nha. Cái con mã trắng chữ xanh thì nó còn mã đen chữ xanh nè. Mã đen chữ xanh này dạ 60-90kg. Gấu cam đầu tiên của chị Quỳnh Lam nè. Nè gấu cam đầu tiên của chị Quỳnh Lam nè. Quỳnh Lam 160 nè. Nguyễn Lam. Áo trắng chị Ngô Phương Anh vừa trời mấy ngày. Cái này là chị Ngô Phương Anh mặc thoải mái nha. Đó dạ 60-90kg nha. Mà vải đẹp lắm Ngô Phương Anh, hàng Quảng Châu. Đích thị hàng Quảng Châu luôn. Cái con gấu cam á, nó có cái này nè, nó có cái cọng dây chéo vô giống như chiếc giày, nó có 6 cái lỗ á chị ạ. Nhớ nhớ vừa đan vô nha. Đan vô nó mới đẹp chị nè, nó đan vô cái lỗ đây nè. Người ta gọi là cái lỗ thông gió đó đấy. Nó đan vô giống như chéo chéo giống như chiếc giày ra đẹp lắm chị, cái con gấu cam nè. Ha. Chưa có đầm thể thao chị, chưa có đầm thể thao. Có đầm body thì có, nói chung là đầm xưởng có chứ chưa có đầm thể thao nha. Em bị cái chứng bệnh á. Nó là form rộng á chị, nếu mà chị 60kg, 65kg là chị mặc form rộng á. Chốt Ngô Phương Anh 160 mới in. Cho ăn miếng nước rồi Ti à. Cho miếng nước like tới 12 giờ đêm Ti à. Tụi in chưa? Anh Hồng. Thì anh Hồng nói gì vậy? Chị anh Hồng. Để chị. Sáng nay anh kéo xuống đọc tiếp chị Tuyên Nguyễn cái đó. Tự lý đi bây. Trời má ơi, có cái khúc vải này chị không ưng nữa hả? Đó. Cho nên em mới cho chị vậy. Hai quần riêng, một quần thun tám. Hỏi quần thun tám nó giá nhiêu tiền trừ luôn ơi. Nhức đầu quá. Hỏi quần thun tám nhiêu tiền, tôi thích mặc rộng. À, phong gấu cam của chị Quế Dương. Em 1m5 nặng 60kg, mặc dài tới đâu chị, em sợ dài. Dạ là cái nào chị Trương Thanh Hồng? Cái nào chị báo giùm em nha, chiều dài cỡ nhiêu? Áo thun chị đừng có sợ. Áo thun chị cái mặt thoải mái. Một là nó nằm trên đít, hai nằm giữa đít, ba nằm phủ đít. Nó không có dài tới đầu gối chị. Nha. Phom gấu cam đẹp lắm nha chị. Phom gấu cam đẹp dữ dằn, nó có màu xanh nữa nè. Phom gấu cam của chị, của chị em thấy cái hình đầm phom suông cổ sơ mi á, là mẫu nào ta? Đầm phom suông mà cổ sơ mi a. Nhớ rồi. Cái đầm mà màu đen mà sọc xanh đỏ với lại đầm sọc trắng trắng đen á, có dưới này không? Có dưới này không? Rồi Quỳnh ra lấy giùm bố quay. Nó còn một màu nữa nè chị, là nó màu xanh. Nè xanh gấu. Ai chốt xanh gấu thì chốt lên giúp giùm em xanh gấu nha. Đây xanh gấu. Chị nào chốt xanh gấu chốt là mẫu này nè. Mẫu này nè mấy chị. Mẫu này khỏi mặc thử coi. Nè chị Kiều Thu. Trời ơi mẫu này vải đẹp lắm. Mẫu này không có một điểm trừ luôn nha chị Thu. Nó có một con đầm sọc trắng đen và một con đầm đen sọc đỏ xanh. Em nói chị là con này vải đẹp lắm. Con Chanel này nè. Vải đẹp mà xuất sắc mà giấu bụng tốt lắm. Con này 260, có size 60-100kg con này. Đó chị nào chốt đầm Chanel này chốt lên giúp em. Vải đẹp lắm nha mấy chị. Vải mê mẩn luôn. Chốt giùm em đầm sọc kèm số ký 260. Nhà em xếp đồ về, xếp đá rồi chuẩn bị về tốt là mấy chị xỉu liền. Áo dài cũng vậy nha. Đây phom cỡ sơ mi nè. À sợ dài qua đít hả chị? Sợ dài qua đít hả chị? Chị muốn đo chiều dài thì báo em nha. Con này mặc tới đâu ta? Em 1m67. Ô chị mặc dài tới gần đầu gối á. Tới đít á. Nói giỡn cho qua đít hả chị? Chị mặc là qua đít á ha. Có hai màu nè chị. Nhưng mà em nói chị Thu nghe. Vải bao đỉnh luôn. Vải bao đỉnh, bao co giãn, bao mát, bao mịn luôn chị. Không phải nói để bán được nha.
Mấy chị thấy mà cái hàng nào về mà bữa nào con xưởng em nó may như cục cức á, là em chửi nó trên like luôn, chứ em đâu có nể nẻ đâu mấy chị nè. Em không hề nể nẻ mà. Em không hề nể nẻ nó một cái gì luôn nha mấy chị. Ừ em, cái tính em nó kỳ lắm, nó lộ liễu lắm, nó quê, nó kỳ cục lắm. Nó không có giống con người mấy chị. Nè đẹp không? Màu đen cũng đẹp mà, màu đỏ cũng, màu đây cũng đẹp. Dạ cho chị coi lại đầm sọc nè, đầm sọc Chanel. Chị Khánh Phương mặc là size L thôi nha. Chị Khánh Phương mặc là phải size L ha, Khánh gì? Ừ chị Khánh Phương. Trời ơi con này nó có in logo Chanel nè. Xuất sắc lắm mấy chị ha. Ở ra cái mẫu ở trên hình nó là in logo gấu, còn em là in logo Chanel nha. Đó cho nên lấy thêm một cái áo đen nữa nha Ngô Phương Anh. Ê thôi bà lấy cái áo này giống tôi để dành đi. Nè Ngô Phương Anh lấy cái áo này giống của tôi để dành đi Ngô Phương Anh. Trời ơi mặc lên dưới jean đẹp đỉnh lắm. Ngô Phương Anh 160 nè. Dạ eo 88 lấy đầm sọc hả chị Khánh Phương ơi. Rồi đầm sọc size L coi thử coi không Ti ơi. Đầm sọc size L của Khánh Phương rồi lấy cho chị Khánh Phương. Rồi lên tiếp mẫu đầm nha, ngồi im đi Ngô Nam Anh. Chưa hết đồ mà. Ngồi im đi, chút tôi sale hàng siêu rẻ cho. Ngồi im đi, đừng nhúc nhích cục cửa đó. Hồi nãy ai hỏi chân váy dài 150.000 nó có nè. Hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Dạ nó có xanh ngọc nha mấy chị nha. Nó có xanh ngọc nè. Nó có con màu kem sữa nhỏ nhỏ nè. Đầm sọc Chanel 60kg của chị Nguyệt Thành. Hai con Ti ơi. Nó màu đen nó cũng đẹp với chị Khánh Phương. Cái con chân váy này màu đen nó có size chị Khánh Phương 85kg nè. Con này màu kem sữa nè. Con này màu kem sữa và một con nữa là màu đen nha. Dạ nó có sọc trắng đen với đen, sọc đỏ xanh em mới vô lên đó chị. Rồi em lên cho mấy chị một con này. Người giang hồ gọi con này là con chân váy. Con này là con màu đen nha. Giang hồ gọi con này là con chân váy. Rồi hai cái L này mấy đứa ơi, 260.000 con. Cho tôi cái chân giấy màu đen. Trời ơi nãy giờ em kêu Minh ơi, Minh ơi Yên gọi tên Minh 100.000 nói nha. Mình đi. Nãy nó có con đầm số 8 kêu treo riêng cho chị kìa. Mình ơi Minh ơi Minh, Minh có biết biết không Minh. Chân váy dài màu đen của chị Kim Khúc Đinh có luôn chị. Dạ 300.000 cái đầm nhung đen sau lưng chị. À, giá 300.000 có size 60 đến 100kg chứ ơi. Rồi cái này của bé Minh Nguyễn nè. Minh Nguyễn chân váy đen 150.000. Của chị Kim Cúc Đinh. Con đầm nãy Út kêu con treo lên đâu Thi. Hai con đầm vôn mà khách lấy con, còn con màu đen á. Mình bộ điện mai có đem cái ra cho chị không? Rồi em đem. Dạ 300 chị ơi. Rồi đưa ra cho chị Minh coi đi. 100.000 nói nha Minh. Dạ nó có màu cam sữa với màu xanh ngọc nè chị. Mà cam sữa này còn có con sai chị à. Cam sữa còn con sai chị. Nè màu cam sữa này hơi bị ngọt ngào nên mấy cũng tan thành mây nha. Chân váy đen của chị Cao Kim Phượng 150 nè. Của chị Cao Kim Phượng. Mấy cái con này hiếm lắm, 150 của chị Cao Kim Phượng nè. Nó có màu xanh ngọc nữa nè chị. Nè con này là nãy giờ nó kêu để dành cho chị nè. Đây chị Minh. Con này sai chị nè. Xéo 10kg, xéo 2kg nè. Đây là cọng dây cột bụng, đừng quan tâm nha, đẹp không chị? Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn nha. Có một con à, sai chị nha. Có một con sai chị. Rồi xanh nè. Dạ là chị mặc size L 60-70kg nha anh chị. Dạ chị cứ hỏi. Ok, cam của chị Minh nè. Cam có một con à. Cam nãy giờ ai giấu rồi? Cam của chị Minh nè, 150. Xanh để Út kiếm sai à? Chép chi buồn thở than mà chi. Dạ nếu có màu đen. Nè con bé nó đang mặc màu đỏ nè chị. À chị ơi, đâu mất rồi. Cái đầm nhung đen sau lưng nó đang mặc màu đỏ. Cầm cái đầm nhung xuống con cầm luôn ơi. Và để con bé nó cầm cái nhung đen xuống cho chị coi luôn đó. Nếu mà chị mà ngực nhiêu đó, vú nhiêu đó thì chị sẽ mặc size L nhà em nha. 60-70kg nha chị Hương Huỳnh. Chị Hương Huỳnh ngực 92 eo 84 chị mặc size L nhà em. Ok đen luôn. Đưa lại gần cho khách coi con. Rồi để kiếm đen nha chị Minh nè. Đây là chị đầm nhung tay phòng. Ủa chị Minh lấy đầm đen hả? Chị Minh lấy cái con đầm đen kìa. Ủa nãy con màu xanh nữa không con? Đó có một cái đó là chị Minh vừa đó 60-62kg á. Có con đó à con. 250 của chị Minh. Dạ nhung đen nha chị Hương Huỳnh. Để em xin địa chỉ số điện thoại cho. Ủa còn con xanh ngọc của chị Minh nữa phải không? Xanh ngọc ơi.
xanh hồng hà, chị Hương hình size L. Còn cô bông nắng nè, chị Minh luôn nè, chị Minh đầm đã 250 đúng không? Rồi chân váy 150 của chị Minh, chị Minh luôn nè. Dạ, à, để em nhắn tin xin địa chỉ số điện thoại chị Minh nha. Con cam sữa con còn một con nè mấy chị, em còn một con cam sữa. Cam sữa còn con nè. Ồ, chế nào chốt cam sữa, chế nào dưới 70kg chốt cam sữa lên là ngọt ngào đến mấy con tan thành mây. Đầm xanh đen là cái đầm đó nó có một con à chị. Mà chị Phạm Diễm không vừa đâu. Bé mặt đỏ bởi vì là nhung á chị, nhung đen với nhung đỏ của Ngọc Trai Tây Phòng đẹp không chị? Cái con này mặc lên gọn lắm, tết đồ đi chơi cũng đẹp. Hồi nãy giờ mình chưa mặc con đầm thấy á con. Đúng rồi. Gì nhung đen chiếu dây vậy? Hương Huỳnh mới lấy con đầm này size L. Đúng rồi. Rồi giờ con thử cái con đầm chiếu dây đi. Ừ đúng rồi, con chưa mặc chiếu dây, giờ con mặc ha. Rồi chân váy xong nè Ti. Chị Hương Huỳnh cho em xin được chị xuống họ luôn chị ơi. Rồi chân váy xong nha. Còn con đầm ren này ai lấy thì lấy gấp đi nha. Đầm ren này form nó nhỏ lắm, nó size 10, nó để size 16 chứ mà size nhỏ lắm mấy chị. Lấy con đỏ đi. Nó để size 16 chứ mà nhỏ thí mẹ luôn. Chốt thêm con đỏ luôn hả chị Hương? Dạ chị Hương chốt thêm con đỏ. Chị Hương về em nói chị Hương nghe nha. Hàng nhà em là xuống dưới kiểm tra mẫu đúng sai, chị nhận hàng giùm em, trả tiền ship giùm em. Xong chị vào chị thử đi. Nếu mà chật á, mà chật không có đâu, em sợ chị rộng. Nếu mà rộng chút chút thì chị du di giùm em. Con bé này nó chưa tới 60kg mà nó mặc cái đầm lên vẫn đẹp. Tại ở xong nó có chung thun á chị Hương ha. À, có gì chị Hương cứ nhận hàng rồi báo em xử lý cho chị. Chứ nhà, xin địa chỉ số thử nha chị. Chứ nhà em không có bán xong cái kiểu đứt đoạn. Chật á chị Diễm. Chật á chứ không phải rộng đâu. Con xanh đen nó vô nó chỉ có chị Minh vừa thôi. Nè con này bé size nhỏ lắm nha mấy chị. Con xanh ren này size bé xíu nha. Nó ghi size 16 chứ mà nhỏ xíu à. Nó size 16 cho nó nhỏ xíu rồi mới à. Ai thấy ta ai vô ăn cắp cái con thuốc dây của tao không mấy chú? Mấy chú ơi. Đây. Chị cao 1m554 cái trời má ơi. Tại do cái ngực chị 92 em mới bán á, cho em bán biết size là 60kg trở lên em mới bán nha chị. Đó. Tao đưa em coi tướng chị Hương rồi. Ông chồng em ổng truy ra cái tướng chị kìa. Này chị mặc được. Rồi mấy chị coi bả chịu chơi nè mấy chị. Coi bả chịu chơi, bả mặc áo dài mà bả mang bót là chịu nổi bả không? Bả chịu chơi lắm. Còn đầm đen không chị mua, dạ. Chị thích mua thì em bán nha. Còn đầm đen cổ V trắng không xốp. Từ từ nha, còn đầm đen cổ V. Cổ V trắng, đầm đen cổ V trắng là con cái nào ta? Còn con này là đầm nhung chéo dây nè, xin ông trời ơi, hôm nay về mấy mẫu tết là chết ngừ luôn. Nguyễn Ngọc Quỳnh lấy đầm nhung đỏ ngọc trai hay là đầm nhung đỏ dây hai dây? Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh ơi, nảy lên chiều cao con nặng nhiêu à? À size L. Chị ơi lấy đầm nhung đỏ của ngọc trai hồi nãy là đầm nhung đỏ hai dây này. Lấy cái gì thì báo em ha. Dạ Hương Quỳnh ơi. Hương Quỳnh, chị Hương Quỳnh vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Dạ con này là đỏ chị nào? Đỏ ngọc trai size L. Con đỏ ngọc trai size L. Dạ con này là à, con này là khoảng cỡ 75kg nè mấy chị, đầm ren nè. Có một con ta size 80kg nha. Cho nên chị nào chốt đầm ren quay ra sau coi. Dạ ok chị. Quay ra sau coi. Quay ra sau coi coi. Đó, mấy chị biết tại sao mà khi nó ốm nó mặt vẫn không rộng, tại vì nhờ cái chung thun này nè. Mà khi mà mấy chị 70kg thì nó sẽ rộng ra thêm. Còn nếu không thì nó sẽ như thế này cho mấy chị ha. Đó, nói chung là xinh lắm mấy chị. Ok chưa? Đầm này em có hai màu. Màu đỏ và màu đen. Nhưng mà màu đen nó đem về nó sửa cái cọng dây rồi, thì nó còn màu đỏ ở đây. Áo thun Việt Nam xuất khẩu chị chọn thêm một cái nữa hả chị Văn Tô? Rồi để em lên cho chị Văn Tô lựa nè. Để em lên cho chị Văn Tô lựa nha. Lấy con ngọc trai của chị Nguyễn Ngọc Quỳnh chưa? Tối nào 8:30 em cũng like nha mấy chị. Đừng bỏ em ngư ơi. Cái này là cái đầm hai hàng nút á, màu trắng chính giữa. Đầm nào ạ? À, đầm hai hàng nút. Có một trắng chính giữa chữ V. À cái đầm mà chữ V nhưng có hai cọng dây này ha. Rồi đi lấy đi. Biết con đầm đó rồi, để em lấy con đầm nó xuống thử chị. Cái con đầm mà ở trước có một cái mảng trắng này đây đây là cổ chữ V á, nhớ không? Nhớ không? Con bèo này cũng có. Ờ vậy tôi lấy ấy. Chị Nguyễn còn không lên cho lấy. Em có nhắn tin cho chị vô cho em địa chỉ số thoại chị Nguyễn Ngọc Quỳnh ơi. Dạ áo thun này em có cái con sắn lưng nè. Chị Văn Tô có lấy thêm con sắn lưng không? Chị Văn Tô lấy thêm con trắng sắn lưng, nãy giờ con này em tưởng hết rồi nè, giờ lục lên nó có nè. Trắng sắn lưng 100 ngàn, con này dưới 75kg.
trắng sáng lưng 100 ngàn. 100 ngàn nha chị. Dạ con này là con trắng phôm rộng cũng 100 ngàn. Con này size 80 đến 100 kg. Chị lau lấy đi cho nó dễ. Mẫu gì con? Sáng lưng. Chị xong mà ăn. Mẫu đen á hả? Không, mẫu đỏ. Cái gì mẫu đỏ gì con? Chị Mỹ Ngọc Quỳnh á, ngọc chai đỏ. Ngọc chai đỏ size L nè. Chị lấy con mẫu này đi. Ủa chị Ngọc Quỳnh là lấy đây để gì đây? À, sáng lưng của chị xong anh nè. Hồi nãy có con, gì vậy? Ngọc Quỳnh lấy rồi mà. Đâu có. Quay ra sau lưng nè, lấy con này của chị Song Anh nè. Chị Song Anh 100 ngàn nè. Trắng sắn ngực khách lấy rồi. Sắc lư có màu khác không? Nhung là chị khoái. Hôm nay em về mẫu top đa số là nhung, tại vì cái form này nó lên nó đẹp vải quá chị ơi. Em nói thiệt với chị Hương Huỳnh á, tối tối bấm theo dõi Facebook em nha. Em có một con áo đen nè, con này dưới 77 kg nè, áo đen cổ tròn nè. Mấy con này mấy chị mặc không có sợ dài nha, nó vừa vặn với thân người lắm ha. Mà có 100 ngàn hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Em đang lên lại áo hàng Việt Nam xuất khẩu. Con này chị Song Anh lấy được nè. Trắng cổ tim nè. Trắng cổ tim nè mấy chị. Trắng cổ tim nè ha. Trắng sắn ngực để em coi thử con. Cái đó là sắn lưng chứ không phải sắn ngực nha. Nè trắng cổ tim nè. Trắng cổ tim size bé thôi, 60 đến 70 kg thôi nha. Đó 60 đến 70 kg. Cái con này nè nó mới đã nè mấy chị. Con trắng cổ tròn nè. Đó hổm giờ bà Thúy Nguyễn Thị hỏi cái hàng này là tối nay lên hàng này thì bà đi du ngọn rồi. Rồi bà đi coi đá banh rồi. Rồi con này là con trắng, con đen cổ tròn, con này dưới 83-84 kg nè. Sắn lưng trắng bán hàng dễ thương. Trời ơi chưa tới cơn chị, mấy quỷ bơm hàng vô là tao nói cơn em nó nổi khùng nổi bà nổi dịch lên nó bị đứt dây lên liền. Trắng sắn ngực hết rồi. Cho em một cái hẹn đi. Ngày mai em sẽ đi trắng cổ tim của chị Trương Ngọc Hồng nè. Trương Ngọc Hồng nhiêu ký chị ơi, lên số ký cho em nha. Chứ bán hàng cho mấy chị đổi trẻ sai là có gì phiền lắm nha. Trắng cổ tim của chị Nguyễn Ngọc Hoàng nè. Ôi lộn, quả trắng cổ tim cái đó đen mà trả lại đi. Sao ta đọc xem mà ta lấy hàng sao kỳ ta. Chúng như bị man man á. Đó, mã này nè. Mấy chị coi mã đi, vải co giãn nha. Form đẹp không? Trời ơi, chết trời ơi là chết trời ơi. Chết trời ơi là chết trời ơi. Chết ngắt chết ngư luôn. Nè Song Anh nè. Song Anh 100 ngàn nè. Song Anh 100 ngàn nè. Song Anh trước 100 ngàn. Cái đá giấy của ai vậy? Đưa đây con. Song Anh 100 ngàn nè. Rồi của Nguyên Ngọc Hoàng trắng cổ tim nè. Trắng cổ tim của chị Nguyên Ngọc Hoàng. Con này ta dưới 70 kg nè. Dạ em thấy rồi chị Hương Quỳnh. Chị Nguyên Ngọc Hoàng nhiêu ký vậy? Trắng cổ tim Nguyên Ngọc Hoàng nhiêu ký? 68 kg. 68 kg mặc con này vừa. 68 kg mặc ô con này mà mặc với sọt phơm ôm đẹp lắm nha chị Nguyên Ngọc Hoàng. Nguyên Ngọc Hoàng 100 ngàn. Chị Quế Dương. Đen cổ tròn của chị Quế Dương. Đâu mới con đen cổ tròn đứa nào cầm à? Để tao cầm. 100 ngàn của Quế Dương nè. Đen cổ tim của chị Nguyễn Ngọc Quỳnh nè. Đen cổ tim còn không? Đòi đen cổ tim của Nguyễn Ngọc Quỳnh 100 ngàn. Nguyễn Ngọc Quỳnh cho địa chỉ số điện thoại chưa? Có đầy đủ rồi, chỉ còn áo cổ tim các chị mặc trong vest là tay lắm. Nãy em lên một lọt vest luôn á. Chị có địa chỉ trong Messenger rồi. Dạ ok, cảm ơn chị Hương Huỳnh nè. Rồi chị còn chị à, em có sắn lưng trắng hết rồi chị Văn Tô ơi. Hồi nãy có anh con mà khách lấy rồi. Còn chị Nguyễn Ngọc Hồng vô cho em địa chỉ số điện thoại chị ơi. Em có một con màu gì? Màu trứng gà hả mấy chị? Áo cổ tim cổ trứng gà nè. Con này dưới 82 kg, chốt giùm em là màu trứng gà có một con nha. Hết rồi mấy chị. Mã áo xám này thì phơm rộng. Mã áo xám vải đẹp lắm. Mã áo xám vải đẹp bát ngát luôn mấy chị. Có 100 ngàn à. Ha. Này có 100 ngàn à nha mấy chị. Có 100 ngàn à. Rồi đầy đủ địa chỉ số điện thoại. Tiếp lấy chồng tuổi tan con xuân. Có số tài khoản Aribank không? Có số tài khoản Vietinbank à chị. Chị chuyển Vietin qua nó cũng qua nha chị. Nha đó. Còn bây giờ chị nào tối nay chưa đi lấy xám của chị Trinh Đô. Tối nay chưa đi thì sẽ cứ nhắn tin cho em để bill lại mai hàng về chốt thêm. Đợi mai em đi bóc tiền góp thử ca cho anh mượn tiền góp không? Lại dùng bill nha, mấy chị. Dạ riêng khách mới thì em không cho dùng bill nha. Khách mà mua rồi thì em sẽ cho dùng bill nha mấy chị. Còn ai có tiền mai chuyển giùm cho anh ít đi bóc tiền khỏi bóc tiền góp nha. Ủa cái áo này hồi nãy con cục rồi. Áo này của chị Trinh Đô size nhỏ nè. Cổ tim trắng còn không? Hết rồi chị Văn Tô ơi. Hết sạch luôn chị ơi. Hết sạch hết sẻ luôn rồi chị Văn Tô. Tối mai lựa nữa đi. Hồi nãy áo thun bỏ vô hết chưa con?
Chị nhiêu ký, chị Kinh Đô nhiêu ký? 80 ký thoải mái nha chị. 80 ký thoải mái ha. À có chị 1 triệu ngày 10 ngàn nhỏ nào mất dậy ghê trời. Vietcombank có chị. Tuy kéo tin nhắn lên chị có tài khoản Vietcombank á, gửi qua cho chị Hương Quỳnh này. Đầm đang mặc 70 ký, trời ơi đầm này vải đẹp lắm chứ. Hoàng Thúy Phạm, đầm này chị mặc về chị cầm vải không là chị mê. Đó. Lại xích lại cho chị coi vợ rồi chị coi mẫu đi. Em nói thiệt cổ tim nè. Con này cưng lắm, con này em bán coi nói chung là con này là may lần thứ hai luôn nè. Rồi lấy đầm này size L hốt bỏ ra luôn ơi. Hoàng Thúy Phạm. Trời chế này mua hàng dễ thương quá trời luôn á trời. Thiệt á. Nè. Nói nghe nè, tự nhiên cái bán con áo ba lỗ 80 kg thấy rồi vừa chị. Tự nhiên em bán con áo ba lỗ 50 ngàn mà không ai mua coi thử dễ sợ tức không. Rồi không mua lấy yên để lại mặc nha. Đó tối nay tôi được hai con áo ba lỗ nè. Nè bỏ ra sau lưng ơi Bi ơi. Bỏ sau lưng cùng với đồ bé lùng á. À con này quần này eo 100 nè. Chị nào 95 kg hốt con quần trắng này eo 100. À con quần trắng này eo nhiêu? Quần trắng này eo 95 nè. Đó 90 ngàn. À, Hoàng Thúy Phạm 1m5 70kg. 1m5 70kg. Con này mặc sẽ bị ôm. Lên đổi con XL cho chị. Con nói đem anh lầu luôn. Áo đen cổ tròn. Áo đen cổ tròn hết rồi chứ. Còn áo đen cổ tròn. Áo đen chỗ cổ tròn này size lớn rồi. Tặng cho mình đi Yên ơi hả? Rồi chơi luôn. Đâu mất rồi. Bi lấy con xanh đen tặng chị Nguyễn Chi đi. Người ta mua hàng mấy năm rồi đã thương tặng luôn nha. Mua hàng dễ thương thương tặng luôn. Em có một con đen nè. Con đen form dài nè. Con này khoảng cỡ dưới 90kg nè. Chị nào 70 đến 90kg hốt con áo đen em đang cầm. Đó thương tặng luôn. Tại vì Yên xác định là còn con áo đen cổ tròn cho chị Khánh Phương nè. Khánh Phương 100 ngàn còn đúng một con nè. Đó. Còn đúng con hết rồi đó. Hết sạch hết sẽ luôn. Không còn gì đã bán luôn. Đó. Rồi lên tiếp nè. Rồi lên tiếp hàng nha. XL của chị Hoàng gì đó. Hoàng giấy gì. Ô lộn lộn rồi. Hoàng gì. Hoàng Thúy Phạm. Dạ Hoàng Thúy Phạm XL. Dạ đúng rồi. Dạ đen 90kg của bé Thảo. Hồ con này vải đẹp lắm nha chị Thảo. Em nhắc nhẹ với chị Thảo là con này vải cực đẹp. Con này vải đẹp hơn tất cả những con áo nãy giờ. Và em thông báo là những con sắn ngực sắn eo không còn một con nào trên kho hết. Ok chưa. Con này là của bé Thảo Hồ nè. Bé Thảo Hồ bữa giờ biệt tâm, biệt tích, biệt lai, biệt dạng. Rồi lên cho mấy chị một con đầm vàng. Chỉ một con duy nhất, chỉ một con duy nhất. Ai chốt trước thì có trước, ai chốt sau thì không có. Tại vì con này có một con thôi. Bé bé xinh xinh đầm vàng. Con này 250. Con này 250 ngàn nha. Con này nó để size XL cho nên em phải tự thân vận động mấy chị. Tự thân vận động là sao? Là con này khoảng cỡ dưới 87-88kg. Chị nào 77kg đến 88kg chốt cái con đầm vàng này cho em. Con này mùng 1 Tết mặc đi quýnh bài bảo đảm nguyên năm giàu phát luôn bé này lầu xây nhà cầu con này ha. Đó caro đen trắng bên hông chị á. Cái này đúng không? Caro đen trắng. Tài khoản ngân hàng đúng rồi đó, copy. Chụp hình lại tốt bi luôn. Copy qua cái tài qua cho chị gì đó. Đầm đỏ phía sau lưng em 300 chị Linh ơi, caro trắng đen bên hông chị. Caro trắng đen. Nãy giờ chưa thấy con nào bên hông luôn. Đầm đỏ sau lưng là đầm đỏ ngọc trai mới về ngày hôm nay form đẹp lắm Linh ơi. Form là tao nói trời ơi con đầm vàng này ở lộn. Form là tao nói đẹp lắm, con đầm vàng hàng Việt Nam xuất khẩu, con này hàng hiếm nha. Dạ thông báo với mấy chị nhẹ nhẹ, con này con zoom 90 ngàn nè, con zoom này mấy chị phải mặc quần váy ở trong nha. Con zoom yếm 90 ngàn. Mà con này là em thông báo với mấy chị là phải mặc quần váy ở trong nha. Chứ con này là không có cho đổi hàng nha. Ngay chân phùng xa. Con lấy cái đầm beo sau lưng bé Quỳnh kìa. Đưa cho Út rồi, con nó hình như có một con à. Trên kho. Con đó là 280 không? 280. Con đó, con zoom này nè mấy chị. Mà zoom này là mấy chị phải zoom này mấy chị phải mặc với quần váy ở trong nha. Tại vì cái vải nó gì luôn. Nhưng mà vải nó đẹp lắm. Con zoom này 90 ngàn nè. Con đầm sọc này hả chị? Đầm, chị em có con áo này 100 ngàn nè mấy chị. Em có con áo này 60 đến 90kg 100 ngàn nè. Áo này, áo này là hàng Quảng Châu về mà đẹp lắm. 60 đến 90kg lê Việt đen. Chị nào chốt lê Việt đen này chốt giùm cho em nha. Dùm 90 ngàn của chị Nguyễn Ngọc Hồ Hồng.
Nguyễn Ngọc Hồng 68 kg phải không? Con này là nói chung là dễ thương lắm chế, nhưng phải mặc bò chân à, mặc cái quần váy ở bên trong, đừng mặc quần lót nha. Tại vì cái vải nó là nguyên sinh, nó đã như vậy rồi nha anh chị, 90 ngàn. Dân của Nguyễn Ngọc Hồng nè. 208. Để em coi thử cái kho lên dệt nó báo có hàng cho em không mấy chị. Thiếp lấy trong tôi mỗi mẫu còn 10 cái. Mỗi mẫu còn 10 cái đen. Mỗi mẫu còn 10 cái đen và chút. Để em like xong chút em báo. Gì vậy? Mẫu này còn sao chị Lâm Hằng không? Lâm Hằng Homestay. Lâm Hằng Homestay còn con này. Con này hôm qua kêu trả anh Bình là đây. Kiếm con này đi. Hình như còn một cái sao chưa trả. Hôm qua có quăng cái đùng ra đó. Con này không còn nữa. Con đó xài bé. Con này nè. Con nó bị ra. Làm hôm qua còn cái kêu để trả. Rồi chị sắp ở đâu qua thử kiểm tra thử. Còn không? Dạ dùm của chế có rồi. Dùm chế có rồi. Chị nào mà 90kg, chị nào mà 80kg chốt đầm này nè, ý yên mặt con này đẹp lắm. Con này còn size, con này còn size L nè. Dạ con này 70kg vừa nha. Nhưng mà em nói mấy chị coi hàng Việt Nam xuất khẩu này nó đã lắm mấy chị. Trời ơi con này hàng Việt Nam xuất khẩu nó đã kinh khủng luôn nha mấy chị. Nó đã mê lắm, con này có size từ 70 đến 95kg nè. Con đầm phơm sọc chữ A con này có 200 là được rồi con. Nghỉ đây, nghỉ trước đây. Để mấy đứa chiến đấu vô. Rồi con này đầm sọc nè, rồi chốt con này đi. À, 300 ngàn cho Lâm hả? Dạ con này thông báo với mấy chị là vải rất là đẹp mà size rất là đỉnh nha. Con đầm sọc này nè. Bi để con đầm sọc này sau lưng cho em cho chị. Nè em có hai con đầm này, hai đầm này 280 mấy chị. Mà từ đầu like giờ em chưa có đưa lên luôn, tại vì cái mã này nó không có số lượng. Cái mã này nó có hai con duy nhất ở lộn. Sao đưa con size số 6 cho mình ta? Mấy người này kỳ ghê luôn á. Mấy người này rất ư là kỳ luôn. Rồi bỏ hàng trẻ kho Bình Tân mới nè. Nè nó có một con để em coi size em bán mấy chị. Dạ con này size 14 nha. Size 14 là dưới 75-76kg. Đây mấy chị. Size 14 là dưới 75-76kg. Có một con rồi mấy chị ơi. Và con màu này nó có một con luôn rồi. Đẹp ha. Nó đẹp mà nó có một con trên kho rồi mấy chị. Nó đẹp nhưng mà nó có một con trên kho thôi nha mấy chị nha. Có một con thôi, con này mã beo nè. Rồi con này đúng đẹp luôn, con này chị nào mà dưới 75kg, 68kg, 75kg mặc con này bao đỉnh luôn. 68kg đến 75kg mặc bao đỉnh vải này luôn. Bao đỉnh cái con nằm này luôn nha mấy chị. Còn cái quần này là nó ngay tới đầu gối nè. Cứ một con là 70 ngàn nha mấy chị. Quần này mặc cái áo thun phơm dài rồi nè. Một con 70 ngàn, hai con 140 mà ba con thì 201 quần này. Cho nên chị nào chốt thì tranh thủ chốt con này ha. Trời ơi, còn con chân váy mấy chị không lấy giùm em hả? Con này là eo khoảng cỡ từ 84 nè, đẹp không? Con này eo khoảng cỡ 84 đến 95 nè. Còn đúng một con chân váy mà mấy chị coi vải đó nè, nó may bằng cái vải gân á. Nó may bằng vải gân rất là đẹp luôn, còn đúng một con chân váy. Ủa đứng máy hết hả? Alo. Sao chị mua tới con vậy? Cái bộ này em đưa cho con. À hồi chiều kêu ông Ty đi kiểm tra rồi size 40 lớn nhất chị tra. Đang đọc tin nhắn trong tin nhắn không? Chị Trinh đổ là lấy gì vậy? Đang hỏi xin nguồn chính tóc á. Trời, nguồn chính tóc hả? Hàng xưởng nói là nguồn chính tóc chỉ có hàng xưởng thôi. Nói nguồn chính tóc chỉ có hàng xưởng thôi. Mấy chị ơi còn ở đây không? Chấm chấm lên cho em có động lực em like tiếp được không mấy chị? Hàng chưa khui cái bao hàng rẻ 20, 30, 40, 50 luôn á. Thiệt á. Chưa khui bao đó luôn.
Hồi nãy ai nói lên cái con đầm Volta. Nè em lên cho mấy chị một con đầm size 14, nhưng mà con này 80kg cũng vừa nha. Con này là quần, con này là đầm nè. Đầm lót ren ở dưới đẹp không mấy chị? Con này chị nào 80kg hốt nè. Con này mà size 14 thôi, nhưng mà con này, con này chị nào dưới 82, 83, 84kg cũng vừa con này nha. Con này là lót ren, con này 280. Con này lót ren, con này 280 nha mấy chị. Mấy chị chấm chấm lên cho em nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nè. Em có đúng một con đầm đen cổ đắp chéo. Mấy chị coi giúp giùm em. Có đúng một con thôi nha, chị Lâm Hằng còn ở đây không? Ê xin lỗi mấy chị nha, con này là con mã cho. Con này con mã gì ta? Con này mã dâm hay mã đầm vậy? Con này con mã đầm đắp chéo nè, ở trong có lót lớp là đẹp không mấy chị? Con này em chỉ có một con thôi nha. Chị nào mà 70 đến 80 kg hốt. 1m55 90 kg. 1m55 90 kg lấy. Lấy 3 ít đây, còn 3 ít đâu. Rồi không còn rồi chứ. Rồi chị anh lấy hết rồi chứ. 1m55 90 kg hả? Hỏi số đo 3 dòng của chị giùm chị. Dạy đầm đen này của chị Bích nha, Chi Trương vừa nè. Có một con thôi chị, 250. Hàng Việt Nam xuất khẩu. Chị Bích Chi Trương này khách cũ hay khách mới vậy? Rồi em lên tiếp cho chị nha. Con này em có một con thôi. Con này nếu mà em đoán không có lầm á thì con này nó bị lỗi rồi. Con này nó bị lỗi dơ thôi nha mấy chị nè, bị lỗi dơ thôi ha. Đó, thì con này em không bán cho mấy chị 250, em bán 200. Nhưng mà con này phơm công chúa nha, phơm sang lắm nhưng mà size bự nha. Con này chị nào 90 đến 100 kg hốt con này nè. Vải co giãn mà ở dưới cắt laser nè mấy chị. Nhưng mà con này chị nào size 90 đến 100 kg hốt con này. Rồi con này mấy chị mặc che bụng rất tốt, giấu bụng rất tốt, sang xịn mịn và dắt dúng công chúa nha, là con đầm này nè. Chốt giùm em là đầm sale 200, con này 90 đến 100 kg. Đẩy đẩy hàng hết qua Quỳnh ơi. Đẩy hàng bên trong. Rồi lấy bộ đó đi. Em lên cho mấy chị một con đầm yếm, chị Song Anh mà có ở đây thì chị Song Anh chốt nha. Tại vì nó chỉ có 60 đến khoảng cỡ 67 kg thôi. 60 đến khoảng cỡ 67 kg đầm yếm đi chị, con này có 250 thôi. Dạ đây cho mấy chị coi nguyên form nè chị Minh ơi. Chị Minh có còn ở đây thì hút con này nha. Con này là size 60 đến 67 kg thôi nè. Hả? 60 đến 67 kg con đầm này. Chị nào chốt đầm đen yếm để đi ăn tiệc thì làm ơn chốt chỉ có 250, mà có một con đầm đen tuyệt tuyệt vời luôn ha. À, tuyệt vời tuyệt luôn, khỏi cần cái gì tiệc hết trơn á. Tiệc nồi tiệc giống luôn, mặc con này vô là ta nói thiệt mê mẩn luôn. Em lên cho mấy hình như hồi nãy có con đầm hoa này có không ta? Em lên cho mấy chị một gì coi. Size 16, size 16. Con này size 16 nha. Nè mấy chị coi cái tay của con đầm size 16 này nó đỉnh lắm. Nè có size 16 thôi nha, con này còn cỡ 80kg. Con này 80kg nha. Con này 80kg, chốt giùm em là đầm hồng hoa đen. Đầm hồng hoa đen 80kg. Có chị nào ở đây 100kg không? Đầm yếm của chị Cao Kim Phượng. Đầm yếm chị Cao Kim Phượng vừa không chị Cao Kim Phượng? Con này 60 đến 67kg thôi. Hai ở trên đẹp lắm. 250 của chị Cao Kim Phượng. Chị Trương Tiếp Thu em có một con đầm là đáng lẽ 250 mà ở sau nó bị dơ nè. Chị về chị giặt giúp em ha, bị dơ thôi. Mà con này bán 200 chị coi sang 100kg nè. Chị nói bạn chị lấy tại vì con này vải đỉnh lắm, ở dưới cắt laser nè chị, đẹp không? Đó, ở dưới cắt laser nha. Em có một con đầm trắng đi biển, con này cũng 250 nhưng mà mấy chị biết sao lấy con này không? Tại vì con này size 100kg á, mà size 100kg để có con đầm trắng này nó khó lắm mấy chị nè. Để có một cái con đầm trắng này em nói thiệt với mấy chị khó lắm luôn. Nói thật lòng mà, size 95 đến 100kg để có một con đầm trắng như thế này nó khó lắm mấy chị. Coi ở sau form nè, ở sau form là đầm nhúng nha. Ở sau form là đầm nhúng nha mấy chị ha. Cho nên chị nào chốt con đó thì tranh thủ nhanh và liền. Em lên cho mấy chị một con đầm cổ đắp chéo. Em lên cho mấy chị một con đầm cổ đắp chéo. Con này size 14, dưới 77kg. Con này xinh lắm. Con này 250, con này mặc lên tự động gọn và tự động đẹp nha mấy chị. Tự động đẹp và tự động gọn với con này luôn ha. Đầm đen cổ đắp chéo con này dưới 77kg size 14. Con này dưới 77kg size 14. Mã đầm hoa đọc size đi con. Mã đầm hoa lên size nha. 12, 14 và 16. Cũng 250 ngàn mấy chị. Size 12 nè, xin không? 12, 14 và 16 con đầm hoa này. Chị nào chốt con đầm hoa này chốt lên giúp giùm em.
Chị đi tỉnh một tuần về đen size 14. Con đen này dễ mặc lắm nha anh chị Bích. Con đen này dễ mặc lắm chị Bích Chi Trương. Con đen nó tại vì nó là phong la dông 4 chiều cho nên chị mặc vô. Mà cổ đắp chéo là ngực bự, cỡ nào mặc cũng mưng mởn đẹp á. 250. Rồi con đầm hoa này nó có size 12, 14 và 16 ha. Chị nào chốt đầm hoa này chốt lên giúp giùm em đầm hoa. Con này nó làm cái phom dưới đẹp lắm nè. Con này làm phom dưới đẹp quá trời luôn, mỗi tội không co giãn thôi ha. Mỗi tội không co giãn mã này nha. Mã này không co giãn. Em có một con zoom nè. Em có một con zoom size 12B dưới 75kg. Có một con thôi bán 250 luôn mấy chị. Có một con thôi nha. Bán cho mấy chị 250. Mà em đèn đầm hoa xanh size 16. Cái này là em gửi thử chị nha, không vừa thì em cho trả lại nha. Size 16. Sao sao dúng mùi xì xe vậy anh? Mùi xì xe, mùi xì gà gì á. Đầm hoa xanh 250 của chị Lâm Hằng. Em có đúng một con zoom nè mấy chị ơi. Nhớ để dành con zoom này đi tiệc nha mấy chị. Size 12B là tương đương dưới 75kg. Em khuyên mấy thiệt là mấy chị thiệt là để dành con zoom này đi tiệc nha. Để dành con zoom này đi tiệc nha mấy chị nha. Làm ơn để dành con zoom này đi tiệc cho em nha. Ha. Chị nào chốt con zoom này chốt lên giúp giùm cho em con zoom này. Con zoom này 75kg, con này hàng hiếm nè. Con này đúng hàng hiếm luôn. Cái nằm này bữa chị Lâm Hằng lấy chưa? Cái nằm này em về lần thứ ba nè. Nguyễn Ngọc Hồng zoom 250. Con này chị mua một cái nịt mà nó có cái bát ở trước nè. Nịt vô ở giữa đẹp lắm mà nó không co giãn nữa chị. Con đầm này em về lần thứ tư. Dạ là xin lỗi mấy chị nói láo, lần thứ ba. Dạ con đầm này em về lần thứ ba. Lần thứ ba rồi mấy chị coi cái phom đầm với cái vải nè. Trời ơi xinh không mấy chị? Xinh quá trời xinh luôn. Con này mặc lên trắng lắm. Nó có size 10, 12, 14 và 16. 14B là tương đương 16. Cho nên chị nào chốt con này thì chốt lên giúp giùm em nha. Con này chị nào chốt lên chốt giùm em đầm hoa nâu 10, 12, 14. Trời má ơi mệt rồi đó. Mệt ráng mà mệt rồi đó. Con này chị nào chốt chốt lên giúp giùm em. Con này hình như hồi nãy Bí Thi nó mặc không con? Đầm này nãy Bí Thi nó mặc nè mấy chị. Nhưng mà giờ con em mới cầm vô con đầm này nha. Con đầm này size khoảng cỡ 70kg thôi. 60 đến 70kg hốt con đầm này. Nếu không đúng 60 đến 70kg đừng hốt nha. 60 đến 70kg hốt con đầm này cưng không mấy chị? Khi mặc cổ lên đắp chéo nè, ở trên là cái khoen nè. Con này vải không coi dễ nhưng mà con này cưng lắm. Con này xinh nha, con này chị nào mà 60 đến 70kg hốt. Chị nào chốt thì em sẽ đo eo con này nha. Tại vì nó không giãn thì buộc lòng phải đo eo cho mấy chị ha. Còn giãn thì mình sao cũng được hết. Giãn thì nó dễ chịu nha mấy chị. Còn không giãn nó mới mệt ha. Dạ con này eo khoảng cỡ 86-88 à. Eo dưới 88, con này chị Song Anh vừa nè. Con này dưới 68kg. Con này chị Song Anh vừa nè nha. Chị Song Anh ơi, thích không? Chứ con này là em thấy đẹp, con này 60-68kg. Rồi hiền chị ta bán ế nè, bây giờ chết ơi, ngồi trống. Hiền chị ta bán ế, nãy giờ ta không biết gì sao luôn á Bi. Đó. Hôm nay em về mẫu này nè chị Lâm Hào. Nhưng mà size 16 lớn nhất. Nên em về mẫu này nè chứ. Nhưng zoom có zoom nó có một con rồi chị Hồng Hoàng ơi. Mỗi mẫu nó có một con rồi nha. Nè mấy chế ơi, đẹp không? Trời ơi, cổ đắp chéo nè nhưng mà size 16 lớn nhất nè chị. Nó làm cái tùng chỗ đây đẹp lắm nè nè em đây. Nè nó làm cái tùng chỗ đây cái tà đẹp lắm nha chị, tà nè. Rồi nó làm cái tà đẹp lắm mấy chị, sọc cái này là gọi là sọc trắng. Sọc trắng xanh đen nha, đẩy lại hàng lại con ơi. Cắn bụng. Nè chị Lâm Hằng hốt cái con này để đi du lịch nè. Chị Lâm Hằng hốt con này để đi du lịch nè. Ý Yên mới chốt con này á mấy chị. Bắt con này kìa. 4 đôi giày đủ mẹ mấy năm này tao chưa hốt luôn á. Sọc trắng em nói là size 16 lớn nhất. Bây giờ chỉ có thử thôi, chị Lâm Hằng về thử không vừa em đổi thôi. Nó vậy thôi chị, nó có hai cái sọc lận. Có đầm đen eo 980-95, có nhiều lắm chị Dương Vi Vi. Khui áo lẻ đi, buồn ngủ rồi. Mai chị ơi, chứ giờ mà em like nữa là ngày mai em nằm luôn á. Mai chị Cao Kim Phượng, mai nha, mai em ngủ dậy em sẽ quất cái bao đó ra cho mấy chị nha. Mai không like rin, mai con cháu em nó sẽ like rin hay like gì đó, nhưng mà còn không thì phụ em. Đó nha, đó. Nó có hai cái sọc lận chị Lâm Hằng ơi.
nó có cái sọc trắng trắng xanh đen mà nó có cái hộp cái sọc trắng xanh bơ xanh 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 ngọc nè, nó có hai cái sọc lận. Chị Cao Kim Phượng đi ngủ đi, mai em like cho, mai em khui cho, chứ giờ em khui cái hồi cái tối nay em nằm luôn luôn á, em đâu có like nhiều được. Em vừa không à, em vừa vào nên không biết, hôm rồi 14 cũng vừa nên chắc hơn thì đó, bởi vì em nói là cái này. Nhưng mà 14 đợt vừa rồi nó nhung, nó khác chị, cái độ vỏ co giãn của nhung nó nhiều lắm. Như cái này có một cái con đầm nhung. Này có con đầm nhung nào ra được không? Nè mấy chị xinh không? Ờ hôm nay em về mấy mở đầm ngọt ngào ghê luôn, size 12 nè mấy chế. Đẹp ha. Con này size 12 dưới 72 73 kg nè. Rồi, nhưng mà con này form hơi nhỏ, con này 60 đến 70 kg thôi. Con này chị Nguyễn Minh vừa nè. Đã ưng thì em chốt cho thử cho chị con đó nha. Đâu còn mấy con này út. Mấy cái này nãy giờ út like hết rồi nè. Con đầm nhung nãy út bán rồi. Nè. Nè con này nè. Con này không biết có chị Minh ở đây nè, đẹp nè. Đó, hoa nâu 80 kg được không? Hoa nâu có size của chị bé Huỳnh nha. Hoa nâu chị lấy 14B là 80 kg đích đích đáng là cái đầm nó dành cho chị luôn á. Nhưng mà con hoa nâu mặc vô nó sướng lắm chị. Chị có lấy thì báo em nha chị Lâm Hằng. Nè con này đẹp không? Mà nó có một con mà mỗi tội nó không dễ chị nè, mà 60, 65, 67kg hút con này. Con này mặc vô như công chúa vậy á nha. Hoa nâu chị vừa. Con này cũng đẹp, hôm nay về túi đẹp lắm chị Lâm Hằng ơi. Hôm nay về túi bao đỉnh luôn. Nè có đúng một con hoa li ti xanh nè, đẹp không mấy chị? Con này cũng cổ đắp chéo nha. Con này cũng cổ đắp chéo nha mấy chị. Con này size nhiêu? Con này là 18 nè, con này size 90kg nè. Trời ơi chế nào 90kg hút con này bao dễ thương luôn. Chị nào mà 90kg hút con đầm này bao dễ thương luôn nha. Dạ đầm hồng hết chị Thương, 250, lấy sọc trắng, dạ ok. Lấy sọc trắng xanh ngọc nha, kiếm con sọc trắng xanh ngọc size 16 đi con. Size 16, này size số 10 nè con. Dạ, con đen đó mã gì vậy, như thế nào? Con đen đó nếu mà chị lấy là chị lên chiều cao con nặng đi, em báo nha, size 16 chốt cho Lâm Hằng 280. Dạ chị Dương Vy Vy, cái con đen đó chị Dương Vy Vy nhiêu ký, chiều cao cân nặng lên đi để em đo eo, tại vì con nó không giãn thì buộc lòng em phải đo eo cho chị nha. Đó buộc lòng phải đo eo nha mấy chị, con này là buộc lòng phải đo eo, là phải đo eo đó. À, đầm Billy xanh size 18 của Phương Trần, con đó đẹp lắm nha Phương Trần. Cái con đen đó hả chị Phương Trần Ngọc Phương, con đó khoảng cỡ 60-65kg à. Hoa xanh size 18 của chị, dạ 1m55-63kg, không mặc được con size đó đâu. Nha chị, con đó nếu mà 70kg chị mới mặc vừa, mà 60-65kg chị không vừa tại vì không có giãn. Nếu con đó có giãn thì chị còn có thể vừa, nha chị. Dạ rồi. Túi nào dây dài hôm bà bị ngắn? Để chút nữa em gửi hình túi cho. Túi này bữa nay chị coi con Chanel Boy không, chị cũng muốn xỉu nữa. Hồi trưa em có chốt một con túi kẹp nách đẹp lắm. Em tự chốt. Dạ hoa xanh mới chốt cho ai quên nè. Ờ hoa xanh chốt cho ai vậy? Đầm hồng đó là 250 chị. Đầm hồng 250. Chị bắt chị Trường hai cái đầm đen nha. Đúng không? Đâu mất rồi. Phương Trần lấy đầm bi xanh. Phương Trần lấy đầm bi này phải không Phương Trần? Lấy đầm hoa li ti xanh này phải không Phương? 250 gái. Trời con này mặc lên bao trẻ trung dễ thương luôn. Con này nè. Con này bật lên bao trẻ trung dễ thương luôn. Đầm nhung đen size mấy? Giờ hai cái đầm ở sau lưng á chị, là nó có size từ 60 đến 100kg. Tại vì hàng này là xưởng nhà em cho nên em may làm 4 size. Em có 4 size nha mấy chị. Rồi Ti ơi lên size đi Ti. 60 đến 70kg size L, 70 đến 80 XL, 80 đến 92 X, 90 đến 100kg BX. Phương ơi Phương Trần lên cho chị chiều cao cân nặng để chị note trên bill luôn nha. Cho bữa sau mua là vô chị có chốt thôi nha. Nè em có con đầm đen size nhỏ nè. Con này size số 14. Đó. Dạ bé Quỳnh là bé Quỳnh, đầm nó 250 á, đầm hoa đầm nâu đúng không chị? Đầm nâu maxi phải không? Em có con này size 14 nè. Chế nào 75 76 dưới 75 76 kg chốt con này, tay đẹp lắm nha. Tay giống như tay lá sen đắp chéo nè mấy chị. Ha, con này vải co giãn bao đỉnh luôn. Con này chị nào dưới 75 76 kg chốt con này 250. Chốt giùm em là đầm đen tay lá sen nha. Đầm đen tay lá sen vải co giãn. Con này mấy chị rất là dễ mặc đồ luôn. Con này dưới 75-76kg. Dạ 250 nha. À, đầm yếm đen 63kg vừa. Vừa chị, đầm yếm đen nãy chị chốt cho con gái chị vừa nha. Thật sự là nó size số 10, nó 67kg. Nhưng mà em trừ hao ngược lại cái ở dưới kim tuyến cái eo nó không có vừa, cho nên khoảng cỡ 60-67kg thôi. Nha chị nha. Chị có muốn coi lại mã đó thì chị báo em nha.
đầm hồng cũng đẹp. À, con đầm cổ đen đắp chéo hồi nãy chị gì đó chốt còn một con size 14 nè. Size 14 là dưới 77 kg. Mấy đầm này mặc lên tự động auto nó xinh nha mấy chị. Mấy con đầm này nè. Mấy con đầm này là mấy con đầm rất là dễ mặc luôn, 60 đến 70 nha, 74, 75, 77 kg. Ha. Thấy vô con. Thấy hàng vô con ơi. 3 vòng lần lượt là 115, 92, 110. Vừa. Em có một con áo đen bán cho 100 ngàn nè. Ê con này nó bị một cái lỗ trầy rồi. Thôi bán cho mấy chị trả thì. Hàng này hàng sơ cây nữa chứ trời ơi thiệt. Hàng này hàng sơ cây nữa chứ mấy chị. Đẹp ha. Thôi để trả đi nè. Trả hàng lỗi nè Ti. Đù má vừa ngồi like vừa coi được luôn ha. Ha. Thấy hết rồi ha. Đó. Mệt quá rồi nha. Sức khỏe không đủ là vậy đó. Dở ẹt à. Dở ẹt luôn. Nè con này của chị Minh nè. Con này của chị Minh nè. Size 68 của chị Minh nè. Chị Minh đâu rồi? Nè chốt cái này cho chị Minh đây, 250 nè. Dạ còn đầm đen 90 kg, eo 120 thôi. Trúc Yên ơi, đầm đen mà 90 kg eo 92 là em lấy con ở sau lưng được không? Em lấy con sau lưng được không? Thì chị Yên thử cho em coi. Được không thì báo nha. Chị Minh Nguyễn Hà Nội đó. Được thì cứ báo cho chị nha. Nè con này size bé nữa nè. Nè có cái con này cũng đẹp nè mấy chị. Con này Phương ơi, Phương Trần vừa con này nữa nè Phương. Mà mấy con hàng Việt Nam xuất khẩu này, hàng Việt Nam, hàng xưởng mình may ra không có đẹp bằng nè Phương. Phương có lấy con đầm vàng này luôn không Phương, dễ thương không? Trời ơi mấy con này mà đi chơi Tết mà chụp hình một phát là chết ngắt chết ngư. Con này size của Phương luôn nè Phương. Con này size của Phương luôn nha. Ngực của Phương luôn 115. Tính ra ngực 115 mà eo gì là eo nhỏ đó. Eo Phương là eo nhỏ đó. Chị bé Huỳnh lấy đầm nâu phải không? Em cho chị bé Huỳnh coi lần nữa thì em chốt hàng cho chị bé Huỳnh nha. Kiếm con size 14 quy đi con. Nè đây nè, hỏi chị bé Huỳnh. Đây. Trời ơi con này chị mặc lên tự khắc nó trắng, tự khắc nó sang và tự khắc nó đẹp rồi chị. Đúng không chá? Con đầm nâu này đúng không? Ok lên giùm em nha. Chị bé Huỳnh size 14 quy. Chị Trúc, Trúc Yên đợi chút nha. Chị đứng về chị thử con đầm nhung Ti. Lấy cái con đầm nhung ngọc trai màu đen cho chị. Size XL cho của chị đi. Để chị thử cho. 14 quy chốt với chị bé Huỳnh đi. Dạ Phương Trần thích màu tối hả Phương Trần? Ok em. Để nhiêu tiền con? 14 quy con có chịu lựa từ từ đi. Gì vậy? Của bé Huỳnh nữa. Của bé Huỳnh 250. Đầm nâu có size em không? Đầm nâu có size của Phương. Đầm nâu Phương mặc size 14 quy là tương đương size 16 là vừa rồi. Tại ngực em có 115 mà em có 92 à. Còn cái dòng ở dưới em 120, 130 cũng vừa. Cái đầm nâu đó đó nha. Còn nếu mà về cứ thử đi. Cứ thử có kiểm tra hàng là đúng hàng của nhà chị Yên. Em đặt hai cái đó em cứ em có giữ đó. Còn nếu em mặc chặt rộng em kêu chị Yên ơi, cái này em bị rộng mà nếu có sai chị sẽ đổi sai cho em. Còn nếu không có sai thì em vô lựa mẫu khác Phương nha. Chị biết hơn về cho em xin để chị số điện thoại cho chị ơi. Chị em cứ thả lỏng đi Phương. Ví dụ chị Yên bán hồi xưa giờ không có chị bay kiếm một con 14 quy nữa đi con. Dạ. Cho Phương Trần. Đây nè. Con này size bé nè nha. Con này hàng La Dông. Con này 280. Con này size số 10. Con này size 60 đến 70 kg là đẹp không mấy chị? Con này size 60 đến 70 kg. 60 đến 70 kg con này nha. Đó chị nào chốt 60 đến 70 kg con này thì chốt giùm cho em. Chốt giùm cho em nha. Ủa nãy giờ đâu? Em có con áo trắng chữ đen là con này size 60 đến 88 kg. Con này 100 ngàn. Con này 100 ngàn nha. Chị nào chốt áo trắng chữ đen 100 ngàn chốt giùm em. Nói rồi cứ thả lỏng đi mấy chị nha. Thả lỏng đi. Cứ thả lỏng. Nè cái hàng này của Bình Rin Bình Tân nè anh ơi. Hàng này lỗi của Rin Bình Tân. Rin Bình Tân là cái nào vậy? Để chị kéo cái cây live stream xích xích ra. À, trước khi trước khi em live em thử cái đầm nhung em bán cái đầm kim tuyến này nha. Cái gì ạ? Bình Tân Rin á. Bình khác còn Bình Tân khác. Đây đây Bình Tân Rin đây nè, đây nè cái bao bêu đây này nè. Đó luôn đó. Đó là trong đó là cái gì ạ? À áo đó hồi bữa không có đặt. Cái con kim tuyến tiệc đây nè. Nó có một con thôi 250 nha. Dạ con này size 16 là size Ý Yên nè. Con này size 16 là size Ý Yên nè. Tám mấy ký nha mấy chị. Đó chị nào không lấy thì em để qua bên hông. Tính sau.
áo này của chị Tuyết Nguyễn nè, coi vô chị Tuyết Nguyễn chốt hồi bữa trong cái tin nhắn Ti chụp qua chị Tuyết Nguyễn chốt hai cái áo dài á, hình như áo dài con công với áo dài thổ cẩm ở sau qua sao á, kiểm tra trong cái tin nhắn đặt hàng của chị Tuyết rồi rồi đi lấy hàng đi nè. Yên thử cái này cho chị gì coi nè, Trúc Yên ơi, Trúc Yên còn ở đây không? Trúc Yên, Tuyết Nguyễn có biểu lấy cái này ra. Trúc Yên ơi, Trúc Yên còn ở đây không? Trúc Yên, tối là 8:30 hay live riêng nhà em á, riêng nhà Yên có eo tới 135 lận nha, dài có 200 và sọt có 140 thôi, cho nên mấy chị mua là cứ vào đây nha, vào đây với em. Nói chung là tất cả áo vú, quần phì, túi sách, giày dép size tới 42, 43 nhà em có hết á, nhưng mà bán số lượng không nhiều, bán cái tóc tắt bán cho khách gì nè, ha, bán cái tóc tắt cho khách như thế này thôi nha mấy chị. Đó, cho nên là chị nào ưng thì cứ vào đây với em. Nè. Ủa con gì đây vậy ta? Hay là cái gì vậy? À, làm gì đây? Họ là biết rồi đó. Là biết làm gì đang xuất khẩu rồi đó. Chà, em éo dài, con công. Éo dài, con biết đây lờ. Thổ cẩm ít lờ. Éo dài, thổ cẩm là éo dài rồi, mang là canh mặt nè. Dạ, 281 chị bé Quỳnh vô cho em địa chỉ số điện thoại chị bé Quỳnh. Tại vì em không mặc áo vú nha mấy chị. Cái tay đầm đã đẹp không? Trời, em nói thiệt với mấy chị, với con đầm này mà mấy chị không mặc mặc cái gì nữa. Nó có hai màu nha. Ha? Nó có hai màu nha mấy chị ơi. Em chưa kéo dây kéo lên hết á, em chưa kéo dây kéo lên hết cái đầm này. Nói chung là mẫu nhà em mặc đẹp lắm, đợt này may tay cũng đẹp nè. Đợt này may tay này mấy chị đi ăn tiệc được luôn nè ha. Rồi đầm này có size từ 60 đến 100 kg. Dòng ngực lớn nhất là 125-130 lượng, cho nên chị nào mà đừng có chốt trừ hao, thà ví dụ chặt hay kết thì Yên đổi size cho mấy chị lần đầu là lần sau biết size ha, chứ mình đừng có trừ hao với em. Mấy chị cứ đưa đúng chiều cao cân nặng cho em, đừng trừ hao nha mấy chị nha, đừng trừ hao với em nha mấy chị. Chốt giùm em đầm này, chị nào chốt mã đầm này chốt lên giúp giùm em ha, đầm nhung, chị nào chốt đầm nhung chốt lên giúp giùm em đầm nhung. Cần dùng cơ mang tập đọc tin nhắn của em đi chứ ơi, lỡ mình có lộn cái gì á. Đầm ngọc trai đỏ chị Huê Phương. Dạ, đầm ngọc trai đỏ, đầm này mà lấy màu đỏ phải không chị? Chị Huệ Phương lấy size như ký, size cho con gái chị 65kg hay là size của chị 100kg? Chị Huệ Phương lấy size bao nhiêu ký thì báo em nha. Dạ, con này chị Huệ Phương mặc vô sang mà xinh lắm. Con này nè, vừa sang vừa xinh chị nha, vừa sang mà vừa xinh con này. Nói chung là mấy chị bấm theo dõi em đi, tí xíu là tối rồi em làm hàng xong là em hay đăng bài lắm nha mấy chị, cứ bấm theo dõi em nha. Bấm theo dõi em cho nhiều cái mẫu đầm về đẹp, cái kiểu lỡ lắm. Chị Huệ Phương có 100 ký. Ừ, 100 ký. Cái đó mày nói đó là con gái của chị Huệ Phương á. Hỏi thử chị Huệ Phương lấy đầm nhiêu ký. Tôi ra đầm ngọc trai cổ hỏi lại nha. 100 ký lấy 7 ký. Mày chết vậy lắm, mày không nên nói đi. Mày rất là thông minh và duyên dáng. Rồi, cái đó bỏ lại. Má ơi, hôm nay em không nghĩ đầm sữa nhà em may về đẹp vậy luôn á. Nhưng mà nhà em không có lấy hàng với đứa nào thằng nào trên mạng hết nha mấy chị. Cứ nhà em là rõ ràng 4 size thôi. Tụi trên mạng nó may size từ 50kg đến 90kg là 3 size, size L. Size XL của nó là 60 đến 80kg và size 2 của nó là tới 90kg. Còn nhà em là rõ ràng 4 size. Size L là 60 đến 70kg, size XL là 70 đến 80. Size XL là 80 đến 90kg và size 3 là 90 đến 100kg. Huệ Phương. Huệ Phương đầm nhỏ. Huệ Phương đầm nhỏ size 3. Rồi. Chào thân ái mấy chị nha. Bao tải này chưa bán luôn. Chưa khui luôn. Bây giờ đùng cái hàng này vô đây. Quỳnh ơi, cắt cái này đi con. Rồi đùng cái hàng này vô đây đi. Hot King vẫn chưa bán rồi. Rồi đùng hàng vô đây để có chỗ mà làm bill đi. Dạ rồi, cảm ơn mấy chị ủng hộ nhà em nha. Dạ ok. Ok chị. Rồi đùng hết rồi. Lấy cho chị đi, tranh thủ mai giao đi em yêu. Đầm đen 75kg, Dương Hào Hương Ngọc.
Dạ đầm đen 75 kg của chế Hương Ngọc, đầm đen ngọc trai em đang mặc không biết là mới mặc luôn chứ. Cảm ơn chị Hương. Rồi Hương Ngọc nè, cảm ơn chị Hương. Giáp giá được ổn mày, cảm ơn chị Tây ơi. Lấy cái bao này vô quy vùng lấy kim 70.000. Là nguyên bao này là lấy kim 70.000. Làm hàng từ từ đi. Ba sáu có phường nắng cửa ô cổ kinh. Tèo 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 tèo. Vô đây đi, tóm vương trời.